Ủa đi mẹ mày lag 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 lag. Có mua được này. Thì cứ vào chơi đi, cứ chơi đi đã. Chưa chơi thử sao biết, Phải vào đó. chơi thử đi. Luôn. Ủa đi mẹ em thấy tôi nhìn cái máy em. Cái bảo từ mùa sau là bắt tụ bắt sẽ chia làm hai loại, một loại theo mùa, một loại là luôn luôn có bắt, luôn luôn có đi theo level luôn. Loại đó thì sẽ có cái Eva sao, cái càng bữa mới chụp là chia ra làm hai sao. No way. Là nó tính hai loại, tính chia tiền hai gói á, Chi tiền hay hai tính gói khác bắt nhau, free. À đủ. Ê, thì một nhầm gói rồi. bắt tụ bắt xịn kia thì nó sẽ có skin chất lượng hơn. Kinh vậy. Ủa bữa mua nguyên skin dao, là skin dao nào nguyên? Dao lửa hay dao thường? Nhà lửa mà Tâm à, nhà skin thường mới chứ. nhìn anh nó không có đẹp bằng nhà lửa. Dao lửa nó mới mà, recolor lại đẹp mà. Mới có xem nhiều hướng lạ. Nó vừa có lửa mà vừa có điện nhìn đúng đẹp luôn. Kiểu bản chất con gì nó có dao, dao nó khác biệt với mấy dao con kia mà. Ui Đẹp phết luôn. Ôi, này nhìn ghê. Diamond này, có diamond trong này này, ngon. Rồi đây. Diamond là năng kim cương à? Chứ diamond là cục gì, là chứ gì? Xuống đập nhau luôn đi, đấy, nhà tròn đấy, xuống đập nhau luôn. Ủa từ từ, sao tôi thấy Nguyên vừa out game vô lại à? Tự nhiên bị hao game đó hiểu. Không bày sớm, bày sớm có người đứng yên biển đâm. Giờ lại view mít. Đáp 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 chỗ nào cho ông Nguyên hạ cánh an toàn nha, không lo lẫn trên trời luôn. Tôi bay thẳng vô nhà luôn đó. Vừa thấy ông bay cơ trưởng một hồi dắt thành cách đâu luôn. Yêu luôn. Tôi thấy ủa sao hai hai cha này không ai tách ra hết ta, chạm đất mẹ luôn rồi, tôi chết mẹ Ồ nếu thế ủa hả? tôi đấy tôi Ồ tôi kéo. thấy đi. Tôi thấy lý trí bay ngang mặt ông ấy. Ủa lý trí bay đâu nữa? Tại Rồi tôi thôi. tưởng theo tôi đứng ở giữa là hai ông đó sẽ rớt ngay chỗ cái hai trên cái lầu á, không bằng cách nào đó hai người bay vào phía bên trái ao thẳng dưới luôn, Lại. nó quăng một phát xuống dưới hầm, xuống dưới đất luôn, luôn. Ảo thật sự. Ủa sao nó xa dữ vậy ta? Ủa địt mẹ. Xa dữ vậy. Rồi, đạn sniper, wingman. Rồi, à, chịu. Thế đó là chịu. Sao cầm Wingman shotgun luôn đi em. vàng. Mùa sau có chơi shotgun đấy. Chơi từ giờ là kịp đấy. Mùa sau thì nó còn có 1-2 ngày nữa. Còn 2 ngày vậy. Hết mai thôi là tới Hết rồi. mai rồi là qua ngày mới là qua mùa mới mẹ rồi. Cây chai rifle thôi ráng bán đi. 2 ngày nữa nó có đạn rơi rồi. Giờ bán chai Làm gì rifle có đạn rơi nó phải gồng nữa đó mà sườn gồng hơi bị lâu luôn, mà cái lúc nó bắn ra nó giật thôi rồi luôn. Mà bù lại đứng càng xa nó càng to, nghe cũng khá là giá trị. đã bắn lên xa là phải bắn trúng, phải bắn trúng.
Anh là thằng chứng kiến trực tiếp những viên grabber hụt của mày bắn lén trên nóc nhà ở hơn đây rồi đứng xét xét vô. Nếu mà nó đứng bên phía vực thì lấy súng bắn cho được đã. Món nọ rơi như nhau à? Không, đỡ hơn lúc đấm nhiều đấm nó văng. Tôi thấy chứng kiến cái súng rớt từ trên rớt xuống. Để ông chưa thấy tôi đâm, tôi bắn rớt cái giáp tím mà. Bạn em nó bắn với tôi bình thường em cái súng cái giáp tím rơi dưới kia dưới. Mẹ. Đủ má. Nó không có kìa đẩy lên lòng bú nãy giờ rồi đó, đó mà dùng chim mà bay. Con chim bay qua không tới đâu. Thằng nhóc vừa làm một pha chim bay từ đầu này qua đầu kia. Ngựa ủa mẹ ngay cung mãi luôn. Chết mẹ rồi, tình hình là tôi đéo có một con scope nào hết. Con scope nào tôi xin với nhá. Yeah. Có top 3 rồi. Ok, sẽ tạm được. Hãy nãy có 100 đồng đúng không? Sao không ráp mẹ giáp tím đi, ráp gì vậy? Có chưa? Đồng rồi. Ráp mẹ giáp tím. Này grab cái gì ta? Của đồ energy. Energy smoke xuyên khói. À là cái nhắm xuyên smoke. Tôi tưởng nó reset ra đồ weekly là gì. Từ bật lại coi. Ủa, chưa đổi à? Bữa nay thứ hai. Ủa thứ hai nó chưa đổi đồ weekly à? Ừ. Là nó bị chế một ngày nó. Vậy là chắc chắc chờ hết mùa quá, người chắc chờ hết mùa luôn rồi. Không ta, chứ bình thường nhớ tầm này chắc là trong chắc tắt tầm 15 phút nữa là đổ 35 không phải 35. Bò cũng khá khá đó nha. Anh em lo lựa thời gian mà đi á. Khổ thế nhờ. Đã không có cốp còn đéo có bắn súng vãi luôn. Ôi hồi hỏng giờ nó thiếu siêu nữa rồi. Sam chưa có ra bơm tập mấy thao tác đó đi để tiết kiệm thời gian trượt đã rồi xong bơm rồi xong có lúc mà nó hết trượt được rồi con nhấp đỡ tốn thời gian hơn là đứng lại bơm. Yep. Em còn chậm. Người ơi, chưa bơm xong bấm nút ship rồi. Nhảy lúc mấy lúc bơm này chỉ nhảy thôi chứ không có chạy đâu. Được tôi có tiếng súng nhá. Tôi nghe tiếng đạn. Em có phù đây đi theo. Ừ, chờ đó đó. Để tập mấy cái thao tác đó, nó tạo thành cái thói quen luôn này. I don't speak English. Ừ. Cái súng bắn bóng giòn. Thì chắc chắn mới ổ rồi. Vô chơi. Đét đổi cái gì khác đi em ơi, chứ em cầm cây này nó không ổn đâu. Cái này bộ thôi, bắn đủ trong lưới hết rồi. Bắn sấy thì tỷ lệ trúng cao hơn đã táp. Nhưng mà bắn nhau đâu đâu mà này luôn nó sao á. Lên không? Ra quá thử, ra thử cái. Đồ má. Khi gì tụi nó chạy bo vô. Mà đồ sự dây không bình thường nữa ba. Lâu lâu trượt tay tí. Ủa Viver mà sao nó hay vậy quá à. Má người ta cách chinh cho. Đang có cách chinh cho. Bên đây á, ngoài á. Có khi ở ngoài đồi, ngoài đồi á. Ở này, ở này. Rồi rồi rồi. Chờ nó chạy vô, chờ nó chạy vô đi. Ê cái tiếng bên phải kìa.
Cái tiếng thằng bên phải kìa, tiếng cột phải kìa. Rồi. Ai vào một tiếng. Chờ bơm ra đi. Chặn đường vô. Tò mò cũng không có đốt đầu nó lắm rồi. Cũng chặn rồi. Cứ giữ ngoài nó cho bắt một cái bơm máu bắn mình thôi chứ. Hai. Đây đàng hoàng nha. Cứ chưa chọn bom ra chặn đường vô của nó đi là được. Bà từ từ được. Nó phải chạy vào. Mất máu. Chặn cái hướng vô của nó. Sao đồ mát tụi bắn cyber mà nó bắn tôi mà đéo bắn không quân ta đi. Mẹ xàm lộn hết rồi. Giờ bài, nó giờ bài. Rồi, rồi ok. Sao có thằng trên thằng dưới đó. Coi lại thằng bên trái đi, coi thằng bên trái đi, coi thằng bên trái chạy rồi kìa. Dưới nó chui dưới hay chạy đâu. Không có Valkyrie á. À. Cặp tím. Mấy thằng lồn bắn 30 dữ vậy. Thằng nhảy ơi. Ồ. Nó có chật phai vãi luôn. Phải bác à. Nó bay chứ không phải evac luôn à. Bay luôn. Đủ rồi. Mấy thằng á, coi ngó lên có mấy ba thằng. Ba thằng, đủ. Đi hết rồi. À, lúc tốt mấy cái xác của nó để lại cũng được. Tụi tốt nó xé này tôi theo. Biết thấy bọn nó đâu rồi. Trên cái nhà anh chồng á. Đâu? Ấy kìa, nóc nhà kìa. Cái cây G7 đổi thành cây Uzi cũng được kìa. Ờ, cây Antelity kìa chứ. Để G7 sao lát nữa giao tranh. Rồi lát nữa có đôi lát đổi sao. Chứ cầm hai cây này lát nữa vô combat tap mệt lắm. Xong đến nhìn, tap xong đến nhìn. Đó, có loại bông kìa. Đấy. Điện luôn. Có bom không? Có bom không? Cho xin tí bom em. Mặc dù trọi chứ có tác dụng gì nhưng mà. Từ từ chế bom rồi. Trời ơi. Vào đây, 4 giây. Mở xa. Có đi mà nhập. Điều nào thôi. Điều nào đi thôi. Cổng Nguyễn nghe, đợi cổng Nguyễn nghe. Trong này làm ngồi nghĩa cũng được. Ê, nó còn trên đó kìa. Càng nghĩa thì cái. Càng nghĩa đi. Ngay cơ bố đen cứt à. Rồi bãi giáp đấy. Ơi 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 ơi. Ông bắn người ta nhìn mình chưa? Bắn người ta xong mình mới bị đục không biết à. Kịp nạp cái siêu nữa đi. Trời. Trời mấy tay đầu rồi. Ờ sau lưng bên trái. À đi. Rồi xong, xong em. Đừng có cười đi. Thì lúc này biết cười biết làm gì giờ. Nhưng mà nếu đi cầm mà đi cái cửa lô đi ra vậy. Không nó vừa đi ra xong bị này đục. Đang gần à. Đó, và thằng đi Valkyrie á. Biết Valkyrie phải tìm kia không hay là Valkyrie tìm khác. Ủa. Đó gần tôi. Quay đâu đâu mày. Vừa bòi chứ, vừa bòi chứ. Sau lưng còn nữa. Mà gần tôi cá nào mày. Sau lưng. Quá, nhiều thứ quá. Thằng em khi nào là vấn đề vậy. Ủa, mà đéo đi cổng mà lại chạy bộ quá. Cổng mà. Chết nhẹ quá. Ủa khoan, cháu là đứng dưới. Ủa tôi đi cổng nó một đoạn nữa cơ mà. À, tên khác nữa ông ơi, tên khác, tên khác. Tên khác thì sao á. Không, đây mới đưa bắn mà dưới một tiệm khác á. Ừ, đúng rồi. Má, vậy thằng em có lỗi. Ủa khoan. Đi thì đi nhanh mẹ lên. Nó đi cổng đúng không Long? Không, nó đi cổng ấy là đi cổng xong có Valkyrie đứng sau chờ sáng rồi. Có khi còn Valkyrie team khác á. Mình thì đi đếp sao. Tại lúc chay là cái team Valkyrie vẫn còn trong nhà đúng không? Thằng nhóc chạy vô cổng chạy ra thấy con Valkyrie đứng sau lưng đó rồi. Có khi Valkyrie team khác. Này thì chay.
Xong thế. Gây xong mới đứng ra đập nạp siêu nạp máu rồi thôi thôi cút mẹ rồi gì nữa. Ở đó tốt nhất mình chạy luôn đi. Má chạy luôn À ông chạy đây ông được, chọc chạy người được, ở đó chạy ta. được mà. Tại Làm đằng nào ông chọc người nó ta cũng bị muốn gì áp lực mà. bo được. Nó chạy mình chạy, núp mấy chỗ nó không bán được là nó không chạy à, nó không bán đâu. Ráng lết cho gần hai hai đồng đội mình để hai đồng đội mình quay lại cover với. Ráng đứng làm chạy nó hai lần. Chạy một Đúng lần được rồi. đúng em tưởng anh Quân đứng ngoài nó bắn, anh Quân anh ngồi anh cười rồi. Tao họ mày chứ, tao thì đứng tao với Nguyên đứng xa vãi lồng để chạy bo. Mày thì đứng được phải đi sau lưng hai anh mày bị bắn. Thì ai cứu được mày? Pha đầu tiên, Đứng lúc bán đầu tiên với nó thấy không, bán pha đầu tiên với nó là đã, nó không không bán nữa rồi thì cắm đầu chạy luôn đi, nó ráng đứng lại chay nó thêm đoạn nữa. ngựa chơi đồ trong chơi đéo lại thế mà tài. Cô lại đồng mãi. Kêu lòng rơi kiểu update ra đầu lúc nào cũng lắc hết đi, bên nhóc hiện Ủa. hai dấu rồi Đâu lắc cái pin này đó nha, coi chứ phải lắc lắc như game mà lắc pin đấy. anh coi như mình đi Cái bờ. cái nhắm ba cầm khó bắn vãi lồn nữa thì mày phải biết rồi chứ. Mấy đứa này từ ban đầu thì dễ bắn hơn đâu. Thôi. Ôi rồi thất thu rồi, bịt mẹ. Ui, ui, tôi vừa Không thấy phải. ba đạn này. Ui rồi ôi. Thất thu rồi. Mình vất vả. Má thấy mấy người bắn mẹ này, mấy người bắn 30 nghìn bé nói gì. Anh mình bắn cũng Bắn hay gì mà. mà tát Không hay là đứng với nó đổ luôn. không. Lộn em bắn thì không đâu. Chịu đây. Thì mẹ bắn Sentinel mà nó vẩy như vẩy ốp á. Vẩy về chúng này không nói đâu không mày hù. Ồ. Ngựa vẩy. Em chịu rồi. Nha. Nói gì đi em, bảo chữa đi em. Không bao chữa là chắc em nhận. Má tôi bắn nó nhiều con người ra đi mẹ mới khác gì đâu nữa. Người Chứ lúc lầu mà mà đứng nhảy ở ê trên coi nhà chạy xuống á, thay vì là để yên cho nó có động tác khuỵu gối á, thì bấm nút shift cái cho nó sensor animation nó đi. chẳng đang follow bồ Mấy cái mẹo để di chuyển nhanh. chào đây phổ với Long Bô luôn đó hả? ở trên kia rồi. Rồi nó chào đây phổ dễ chơi. Rao thì kêu nhanh em ơi. Có đầu lớn ở nhà đầu tiên bên bên phải á. Bên phải nhà đầu tiên. Ok. Bên phải theo cái hướng mà lúc mình nhảy xuống á nha. Nhà đầu tiên luôn, nhà Đó chốc đồng vô đầu tiên á. em. Nó làm gì nó nhớ nhà cái nhà nào có súng. Em hả? Mình luôn. Món. Có mấy kết ba cái này rồi. Alo. Ba cái. Đi, sao nó khó thế? Mấy góc này Có đỡ đồ rồi. đỏ, tầm này chắc có đồ đỏ anh. Tính đâu rồi? Mày đây, tím. Đi mẹ mày gờ bảy sơ cao, đúng Ồ. rồi, gờ bảy sơ cao. Ôi giờ chơi G7 á. Ai Mật bắn ong cho đây rồi. đi anh, cho đây phô, đánh Đồ. cái này cơm. Bây giờ. Mày cầm cái Charizard lên ngon, bây giờ chỉ có G7 á. Đây này. Mà còn G7 không có đuôi nữa, G7 đâu bật bật lên có đuôi gì? Đừng có đuôi. Ơi, ơi, có tiếng gì gần? À, Tính ê, có gần. tiếng gần, có tiếng gần em, có tiếng gần em. Qua này này. Tính gần này thì này. Bài lý, bài lúc Ra này, đây, có ra hút đi. đi như này. Tìm tất đấy. Đọc code đi, tính gì anh? Mùa sau game lock xuống lại rồi mà game lock được búp nữa. Game lock mùa sau chắc hot đấy. À,
Cái cây hemlock mà trước khi mà lên thính thì lúc nó đùi thì táp thì má đạn bay tứ lung tung hết, mà đam thì nhỏ. Giờ lên tính nó vẫn đùi mà Lên thính nhờ cái thính nó đỡ hơn không? Kiểu khi có đạn đạn trúng không, nó đam nó to hơn. được có đạn xuyên giáp thôi chứ không mà nó Lấy đùi. quân lấy lấy cái này không để em cầm về không? Có rồi, Ôi, cầm xuyên không có bắn nha. y nha, đụng mất bắn hai game thề. Lúc đế kiếm nó có bắn súng nào đâu ông ơi, thế hiểu nó lạ lắm. Đề vãi Chơi chắc bán rồi. hai game mà bắn đéo có một cái bắn súng nào hết, thế là hiểu Không đủ 100 đồng để ráp cái kia rồi. em lòn gì Ráp đẹp cái giáp. gì? Không đủ thôi khỏi đi. Trong bo mà thôi, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài kia lúc ra cái thùng ngoài kia kìa, quay lại. Ê, năng nỉ hai anh để ba thùng game kìa. Anh đem một cái được rồi. Ba cái thì được rồi. Thôi sao, mày ngồi cầu nguyện đi coi. Mẹ mới thôi. Cái lòng má nói thế. Tao đi ra tao thấy ba cái hòm mở rồi, mày tao đã làm được lâu gì nữa. Thôi thôi chịu Thì bác cũng hả? rồi, thôi chịu rồi. Đó. Thôi. Tao đi ra tao thấy ba cái hòm mở rồi, tôi Thôi làm quay được lại gì nữa ráp vậy mẹ luôn, bác ơi. battery luôn đi. Còn Ui không thấy ráp xong được nửa đây cái giáp bác ơi. nữa. Finally. Ui là có địch à? Không. Có địch, có địch. Mày lo thân mày đi, nào tao có đoạn tao có được tao sẽ báo sau. Bỏ bớt bốn cái món nhỏ để lấy mấy kit luôn đi. Nhấp vàng món nhỏ mới chậm chứ Ba không còn. lô vàng, không có gì cả. Ba lô Thì vàng, bốn mình cứ giáp để bốn món lại. nhỏ đó thì đổi ra Tiếp thành tím ba cái kìa. battery không lời hơn á. Đâu, cho tím Tiếp vô tím đi. kìa. Ừ. Buôn binh kìa. À thế. Ừ. Tí đi qua lấy thôi. Giờ mày có qua lấy không mà mày Có, rồi bây giờ rồi, để tím qua đây động má thì cá siêu lớn á, tím bơm cái gì. Ông mà thằng thiếu giáp rồi binh như ông lượm giáp được rồi cái hỏi À, giờ bù lại giờ ráp hết, dùng hết tiền ráp đi lấy chia đồ cho mấy anh. Đấy, em đang cầm 5 siêu lớn ở này, tí em đéo chia, à, tí em chia 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 đều cho mọi người. Đấy, chia ngọt xẻ bùi mấy lúc này. Ông nghe nói nha, hồi mà địt mẹ mày thằng lồ nó đứng chơi mà kêu sắp hết siêu rồi thì địt mày Ừ. còn si đi. Không Ai có còn siêu đâu, em nhặt đầy đủ hết cái bị nữa là nhớ. dư. Tao chỉ tuyên bố vậy thôi, mày mà xin giáp thì có cái bùi anh em cho mày được. Vãi Beat the final music, Redemption vừa nốc được 3 galon. lên. Em Tao chỉ nghe vậy. buồn quá, vì là dòng đi. Mấy cái lúc nhảy á, ráng lựa làm sao được cho nó nhảy lên bull cop phải không? Nó nhảy bull cop khoảng tầm 30 độ đổ lên á, bấm nút shift xuống một cái, nó sẽ trượt, nó hủy bỏ cái động tác nhảy xuống. Nhìn nó mượt hơn, không bị khựng nữa, chứ ông toàn cắm đầu nhảy 90 độ không. Xuống lúc nào hai chân nó cũng khuỵu xuống thấy chậm mất đoạn không. Sẽ có mấy pha mà mình ở trên cao mình nhảy xuống bắn nhau nữa. Trượt thì nó sẽ không bị khựng lại. Đấy, cứ trượt đi, mấy lúc này cứ tập trượt đi, vừa chạy vừa trượt đi. Đấy. Tạo thành cái thói quen. Giống như kiểu đó, giống như việc thở em. Giờ hỏi biết thở không? Kiểu gì á. Tập trung vào kia hết luôn. Ôi Rồi thôi qua luôn chứ không nó bắn nhau hết giờ. nhau xong hết Qua qua húp chứ không là má cả đám nhau nó dứt vô ngoài đó hết á. Ê. Ở ngoài có ngoài bo còn có thằng team đang chạy vô nữa. Cái khu lồ này một À, bắt đầu hai đám nhau rồi kìa, bắt ba đầu đám nhau rồi kìa. bốn team ngoài đó, con team ngoài này nữa. Mr. Mr. phân lùa bị lùa rồi. Ủa từ từ cái ulti con ban tìm này là nó bắn trúng rồi nó Đó. anh quan hiểu ý em nói không Không.
Sao? Cái gì? Nói gì? Chiêu ti con ba tịt đó mà mình bắn chúng nó mấy lần mà em bắn chúng nó nghĩ lại mắc bay ba tịt. Thì bắn đồng đội bắn vào gây thêm đam Ồ. em kiểu gắn ấn á, với lại nó kiểu nó mắc vị trí của thằng địch cho team mình biết nữa. Mà bị anh đạ thằng nó báo vị trí cho dù nó có trốn bên trong đâu, nó bị báo. Nhưng mà cửa e của con Cypher gắn vào người á. Ồ. Mùa sau rồi con Revenant là có cái nội tại đó luôn á, nhìn địch được á, địch thấp máu là nó sẽ nhìn được và nó báo vị Ê, trí con được. nào tin nữa không tôi sẽ cho. Không phải sau nó thành đồ tệ mẹ đâu mà. Nó còn Má báo vị hơi trí cho một đồng đội thôi. biết nữa. Giờ chưa hiểu đâu tí đi. Con lồ nó bờ sau thành đồ tệ mẹ rồi đó. Mấy con team ngô khu này chứ biết mỗi đi hướng nào nữa. Chắc vào luôn khúc cục ráp đó là kiểu gì, nó gặp một đám vậy ra. Nó bắn nhau trong cái tường á. Nó kẹt trong tường hết rồi. Đi với nhau đi tìm tôi nhắc bờ đúng không vậy? không biết cũng nghĩa hả? Nghe tiếng đoàn cũng nghĩa mà nó Ủa? Rồi, công ty rồi. Đấy. Tính chân. À, đi ngang, đi ngang, đi ngang. Sao? Tới Trời. đi, tới đi à? Đi luôn rồi à. Còn 4 team chỉ có thằng lẻ. Thôi cho nó. Bỏ nó Mùa vô chân thằng hay sao mà. này chơi combo Sentinel, Peacekeeper nữa, chơi trước cho mùa sau. Bỏ đừng vào. Giúp Nó đang đỡ nha, chơi giúp á. đỡ. Bo đang vào đó, vừa vừa chạy bo vừa nhìn. Mắt tôi. Cứ vừa chạy bo vừa nhìn đi chứ đừng có ấy nhiều quá, lỗ. Đây, Nó một rồi rồi, chạy luôn, chạy nhanh luôn. chứ. Điểm nhanh thật chứ. Ờ, bọn nét tôi gục đường thang nè. Được rồi. Coi nó còn chạy lại không? Đây có ba lửa trong tay, cứ cái gì thấy nó chạy tới ném lửa rồi. Thôi luôn. Trong nhà. Ok. Cái gì đó mà coi nó thằng trên nóc, có trên thằng nóc, trên có nóc, thằng trên mới nóc. mới nhảy lên trên nóc kìa. Trên nóc. Thì tượng chó này. Kiếm góc đi. Đứng đây bị bắn á. Thằng nghe. Nhảy lên được không? Nhảy lên trên luôn đi. Rồi tôi đẹp nha. Đừng có để cho rớt xuống nha, đang góc đẹp. Ở góc ten gần tôi nha. Gần tôi có góc ten. Đồ nem đâu rồi, sao đi nhầm vậy? Bọn này em. Đâu anh? Tao lực mày kia. Con lùn này. Chịu. Mày xuống nhìn vòng. Vãi cả lùn. Tôi dí thằng khác. Tôi thấy lồn sau lưng lồn em, tôi mới để lồn em bắn lồn địch nhảy xuống bắn tôi, lồn em đứng sau lưng lồn em bắn tôi, lồn em bắn đéo biết được ở đâu. Phải lên luôn. Đồ ma mày đuôi hả bo, hay mày đi. Anh em nói gì? Tiêu tin được không? Thua con tí con Valkyrie, thằng khác bắn tôi, thằng lồn này đứng thấy được sau lưng nó luôn, tôi đéo nó đéo biết con cặc hết, đứng nhìn tôi. Không, giờ nó không lì ấy, cái biểu view của nó không lì. Nó không lì Dạ tới, tôi không luôn. thấy luôn. Tôi không thấy, Đi tới tôi đang nhìn góc nhìn của nó là không thấy địch. Giờ thấy ông bào chữa cho em như bào không chữa bào chữa, ông nhảy xuống ông lom lim nhìn đấy chứ, cứ mày mày nhìn đặt mày từ sau lưng mày ra mày nhìn tao ăn cặc với lại rồi. cái khoảnh khắc mà bị đạn bắn là phải biết địch đâu chứ, đúng rồi, nó bắn phải mình cả luôn nó em bắn biết là đã lộ vị trí rồi, quay qua nhìn đi còn rét ông nhìn theo cái hướng không có địch. ồ người ta bị bắn người ta quay lại nhìn liền à, bắn tôi mình. nhảy xuống tôi thấy thằng khác, tôi quay qua nhìn thằng lồn em, tại sao đạn nó bay từ hướng thằng em nó. Ủa sao địch đứng sau lưng lồn em, lồn này vẫn nhìn mình ta. Anh bắn nó gục luôn, thằng lồn em vẫn đéo biết gì hết. Đéo mà hiểu. Để cái dấu Thằng mũi lồn tên nó á. đi. Một lần bị bắn nó sẽ có dấu mũi tên, nó chỉ hướng địch cho. Cái nhìn Thằng cái dấu lồn đó này biết đâu là địch, đâu là người em. Ê, đi, mà em ấy, nhìn tao ăn cặc à. Rồi, xin lỗi được chưa mẹ? Thôi, chứ là xin lỗi được cái trai rồi. Vãi lồn, xin cặc.
À, cũng mỗi cái việc bắn nhau thôi, thấy Nguyên bị bắn vãi lồng, đứng kế bên Nguyên để Nguyên bị gục, đều hiểu. Nó đứng trên nóc đẹp quá, nó là nguyên băng chết luôn. Mẹ lúc mày Nguyên gục má em mới chạy vào sâu gục lồng, em mới nhìn nhìn thấy nó trên nóc em bắn thôi. Bắn gục đẹp luôn. lồn thì tao lên tao thấy mày bắn đéo đâu. Ông Rồi, còn chưa lên nóc nữa mà. cái con bay được thì Lúc tôi bay lên hello cái đồ mới nghe. cái khoảnh khắc Nó bay á, thay vì lẻ một chỗ thì tranh thủ lúc đó lia lia đi coi thử địch ở đâu, lợi thế mấy con bay là nhìn được cái lúc nó đang rớt mà, lia lia chứ một tí, lúc đó là lúc cần vẫy chuột đấy, lúc bay lên lúc vẫy chuột nó vẫy nó nhìn đấy. chúng ta về nhà mới đi, nhà này đi, tú đó. nhà cũ nhà cũ. Ông nhìn lên nó coi. Sáu đứa hả? Mình nữa một squad rồi còn ba đứa. Nhảy xuống Ủa, hết tao rồi. bệnh đấy. Đi mẹ mày đâu có đông vãi cả liền. Ủa, xuống được rồi. Ở chỗ đó thì thôi. Ê, vào đi em. Thôi. Nhanh không cảm mày đâu. Để cầm chôn là tự bay. Thằng nào Phoenix nó cũng hiện dấu lên nữa. Giờ Hiện đây dấu hình như Phoenix kìa. nó có một cái chỗ như có đồ vàng đúng không? Cái bữa anh Quân lúc này nói này. Ờ, cái thằng để rồi, để đắt đi chiêu kìa. Anh Đắt đi mút, scan đắt đi, what the fuck? Ui rồi ôi, súng vàng này là hỏng rồi. Chào chị. Đéo lượm xuống đâu. Có mở liền không hay từ mở? Lùm xuống đó là mở, lùm xuống đó là mở. Để Đấy không? tôi ưu cái đồ. Giờ chưa có súng mà mở nó không ra gì đâu. Đồ Brawler Ngon. vàng. Giáp tím luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy thơm. Mấy anh em chi rồi? À, này kiếm này mới xít nha. Ở đây có anh em mới xít nè. Đâu 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 đâu. Xíu để ra bình. Ủa đi, nó ở bên kia. Ôi trời. Đâu chỗ vãi luôn đó. Rồi. Rồi đủ má. Rồi. Rồi. Thôi chịu. Ủa má. Tôi là tôi hết rồi. Game lâu nó hết hết rồi. Nếu nếu kéo được. Để qua đấm vào lầm ao. Ít mẹ sao. Ôi trời. Quan kỳ ta sẽ lấy được sự gần rồi ta. Đây. Rồi bắt đầu Lâu tiếp. thì phải cả. Tập chơi rồi lo đi. Roller xong bây giờ tự nhiên linh tính cái trở lại cái roller của mùa 2, mùa 2 mùa 3. Cái Nó roller cho sấy được ấy. lựa chọn. Không thể hồi xưa cái roller nó hai chế độ mà. Cái roller hồi Không. xưa sấy được, sướng lắm. Mùa sau nghe nói sấy được rồi đó. Rồi cho sấy lại rồi mùa sau là mùa comeback á. Cái món mà gây thêm đam khi mà có giáp á là cái đó cũng từ mùa 2 ra. Xong nó bá quá, thời điểm đó nó bá quá xong người ta bỏ. Gây thêm đam thì có giáp mấy sao nghe nó giống như skin nổ. Mà nó còn gắn cho cây Infinity với cây Beastkeeper. Hai cây cực mạnh khi bắn gần. Bào giáp cực mạnh. Nghe là thấy thốn Vậy là kiểu cầm một cây là có cái đuôi bào giáp, hay là một cây có cái đuôi mà tăng sát thương khi mà bẻ giáp á. Bá mẹ rồi luôn. sau bắn sau bắn nhưng mà nghe tiếng sạc cân thì né Mùa sau thấy thằng nào chạy vô cái mặt đó là không phải nó muốn đấm mình đâu. Nó muốn sọt vô đầu mình. khi bạn còn dép vào lúc mấy cây sạc cân mà đang sợ ơi. Nên vào rác thôi, nên
nó đéo nẹp, nó chỉ đưa vào Minecraft thôi. Người player kiểu đi mẹ nẹp thì nẹp con mẹ đi. Cách để mấy bạn Thôi không mấy đứa bên cãi Twitter, nữa, bỏ vào máy rap thôi. mấy đứa bên Twitter chửi nẹp thì nẹp con mẹ đi. Fucking shit ejaculated. Về cơ bản thì combo này mình xếp Phải này bằng luôn, spam mẹ được. thề đi, nãy giờ đeo có dẹp trắng, đeo có dẹp xanh, đeo hiểu. Rồi đồ mày, cái gì nó Cái mà đeo làm. đâu? Không, bây giờ đi giữa, để đi bây giờ chịu. Bao giờ? Nhà bên này nhà của các bạn mà đi nhầm bên kia mà. Ồ, thật thà đứng mở cửa. Yes. Má, lễ phép vậy em. Trượt vào mở. Đồ má có ai đâu thì cứ mở đi, phải có người Trượt đi vào mở để cho nó hủy cái xanh, nó hủy cái animation khi mà dừng lại, hiểu không? Ông mới thật thà nhiều cái hay quá vậy. Thật thà dừng lại mở cửa xong đi vào nữa. mấy cái không cần thì em thật thà, nhưng mấy Má cái thật đồ mắc thà với cần thì em em làm á, lễ lộn. phép quá vậy. Phải đứng lại chào cái rồi đi vào á. Ờ thì mình đôi giày Có dây luôn kìa, đu đi. Chạy đi, đôi chạy đi, chạy giày lên đoạn đi, chạy lên đoạn đi, có đồ nhảy mà. này cho bao nhanh hả? Nó đi ngang qua đập co căng. Là giờ không xài. Lượm thêm cái đồ hồi tiêu đi, đang dư slot kìa. Mùa sau thì con Bangalore nó bị nộp cái anh tiêu tăng thời gian hồi. Tao Anh đây. tiêu anh tiêu nó khỏe quá mà. Bù lại thì Girata hồi xưa anh tiêu mạnh xong có đợt gì đâu mai xài, bây giờ thì lại giảm thời gian hồi để được xài lại. Sẽ xử lý cầm cờ đi. Ủa em tưởng cho em có cái đồ đi về đi lên. Em tưởng tiếp đi em, đúng rồi, cố lên em. Chạy trước mặt cái đồ nhảy kìa. Đã leo lên tới lầu rồi xong nhảy xuống lại. Hộp rác Ui nó à? bắn. Rồi 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 cái đâu má. Chạy đi, chạy đi. Đi rồi, chơi tôi đang đùa thôi, tôi đang đặt bay người tôi. Ok Ủa mà mày. đâu. Ủa mà em, Là anh còn phải đặt lít trên rồi. không nữa. Click everywhere em. Cái gì đấy? Cái cục hồi máu tôi đéo hồi máu à? Không Chết ơi, địch công rồi. rồi. Ăn chủ rồi. Má tao hồi cho mày hơi nhiều rồi. Rồi. Bom nào ta, lập thêm bom rồi chứ. Chết. Mình ngu cái đâu hết rồi. Để có cái hòn của nó này, học chiến hòn thuật của mấy em mở hào này, ra kết đồ em. đi về vừa qua mở xong thấy mình đứng nhìn là thôi. Ở trong luôn kia làm gì đấy? Đồ gì cứt. Chả có món vàng nào, phế vãi. Mẹ là hòm thứ ba mới có vàng, đi mẹ chơi game bớt nói lại coi. Phế vãi. Lúc ông đéo mở ra màn thì sao ông đéo thấy ông phế đi đúng không má? Ồ, cả sao bia được. Lúc ông ta mở ra vàng thì sao? Thì thôi, Đa phần bố mở ra vàng nhiều hơn luôn. đó là sự may mắn. Rõ luôn. No more master die chat. Ôi, cái lồ mắt xong mấy lồ là nhiều tên quá vậy. Có lần trước khi lên Steam cái rồi mà nó đổi tên tụi đùm la. Nó đâu có như Facebook được đổi lần xong rồi đợi 90 ngày hay 60 ngày mới được đổi tiếp. Ừ. Này nó thoải mái. Giờ gọi thính vào này. Ủa. Ngó gì bà? Nợ ba lô vàng chứ à. Ủa nãy bên ba lô tím tiếp ra lượm. Sorry, tôi quên. Nhấp Ba vàng. lô. Ba lô đâu? Hai dụng nhấp vàng không nhỉ? Không có ba lô rồi.
rồi luôn. Từ lúc mà có ba giáp tím đổ đi là nó sẽ ngẫu nhiên random. Quá trình có thêm nhấp tím đó này. Trong quá trình mình bắn đi Nem Esit đổ qua X3 dễ dễ bào hơn kìa. Khỏi phải thay đâu, Nem Esit để X3 dễ bào hơn. Tại Nem Esit bắn xa khỏe rồi. Riêng mày luôn à. Em mà vậy thì hút. Em kêu em còn hút đi vậy đấy. Mà thường thì phát đầu tiên nên gọi là phát gọi là định lượng. Sao từ mấy phát sau sẽ dính nhiều hơn. Tầm 200 mét đổ xuống á, 200 tới 100 á, cái tỷ lệ hụt rất là thấp. Nó không nói là không có tỷ lệ hụt, nhưng tỷ lệ hụt rất là thấp. Nhưng mà 100 mét hay 110 mét vẫn tính nha. Thì bắn hụt là do thằng càng nhắm tôi, càng nhắm tôi. Có bắn tịt. Càng nhắm tôi. Yeah. Không là văn tiền đâu, cái nội tạo con red à, à, à. Nó báo sniper rồi. Làm thằng em bịt mẹ mày ừ. Chạy theo đúng. Nó là đàn em cho tôi. Không thì lại có nó ai một lúc rồi đó, nó ai một lúc rồi nó báo á. Nó có độ trễ khoảng nửa giây tới 1 giây. Hình như tôi thấy rồi. Đó đó. Dạ. Em phải vào bo nhá. Bên cho bên. Dạ, là đi tiếng bên tiếng gọi hư không. Đồ má em phải vào bo nhá. Ê kìa kìa. Chỗ cục nhảy kìa, đang lòi kìa, bắn. Giờ không mình nói là sao vậy? Không, đéo thiếu thằng nào đâu, đéo thiếu thằng nào đâu, 5 số 15 nữa. À được. Gần gần có gần có gần tôi có gần đừng, tôi. Đừng đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy. Rồi, trái có phải có. Một team luôn á, nó team nó luôn. Smoke ra trước đi, smoke ra trước. Smoke mày đâu? Chưa kịp smoke cho mà bom lượm con mẹ chí rồi. Mà. Rồi. Thằng smoke thì đéo tung smoke ra đâu, tao không thấy tí gì mất tạc của em vậy. Quê vai lồ. Thì tự cho con smoke ra. Em nói tần là em chưa kìa số, em thấy quả nét nó cho em cút con nét, quả nét xa nó rồi. Mày bắn smoke từ đầu chứ hai góc bắn nó phải một góc đâu. Mày chia bớt góc hơn em vẫn bắn được mà. Có chia ra hai bên mà. Chia ra hai bên, chia bớt một góc hơn em vẫn bắn được, góc còn lại. Đủ mày. Anh tụi em racing nhiều quá, nó lắc máy luôn. Gà lắc luôn này. Trước mắt mà kiểm trước khi em nói máy lắc mà kiểm tra nãy em có lắc không, nhưng mà đặt nổ thừa máy không mà rõ ràng pha nãy là anh đọc tình huống vừa đọc xong là thấy ông gục mẹ là chứng tỏ khả năng xử lý em bị chậm kiểu khi đang giao tranh vậy mà mấy mấy tên đầu mà bán kiểu cảm giác tay mình lỗ là sẽ bóc ra liền còn không sẽ bóc từ đầu luôn. Ừ mà có anh tiêu sao nãy em xài đi ba. Em cuốn quá em sao mà em tỉnh mà. Mất em còn đéo nhớ thì. Kiểu mấy góc này mình đang vào bo mà khi có team khác nó chặn đầu mình là cứ tung tung hết skill ra đi chứ. Còn nếp nó vào đầu em thì miết rồi nó được nó nổ em đúng em. Nếp nó nổ hay không tự mày sẽ biết có còn nếp bay tới. Giờ nếp tới tao phải nhắc là nếp kia em ơi hả. Không biết nếp tới nhưng mà lúc mà cầm pi lên mẹ mày chuẩn bị bắn nó nổ cái đùng cái luôn đi. Bây giờ chẳng chả đọc được tình huống luôn nè. Và đó ví dụ như sau này mà gặp mấy kiểu đang mình đang chuẩn bị tung skill đang bắn nhau mà nết nó theo cái dấu nết đó là việc đầu tiên làm á là cái lobby này nó căng nhảy ra trước đi, né ra né né vào nết trước đã là mình làm nó hiện mà xuống luôn kìa, xuống ông lúc luôn đi, xuống luôn luôn đi kém nó xuống. Không biết nói chung mà có chuẩn bị thành thấy đấm rồi đâu. Ừ, thấy đấm vậy đâu. Mình cầm con cầm ủa, không cầm băng lon à. Đó. Đó. Pressing quá tao bỏ mẹ mới có game mà bỏ. Mẹ với ông chơi game mà pressing thằng em cũng đủ quá. Ai mà chơi được. Rồi thì biết nói sao ngoài chữ hai và ngoài ba chữ em xứng đáng. Đủ má với ông chơi với ông tiếp tao đồ thoải mái cho ông em toàn và nét là chính. Đúng mà để mà thoải mái thì mày báo. Mà em mày pressing như mày để mày tự mày trưởng thành nhưng mà nếu mày kêu pressing mà em không chơi được. Mày muốn tao như thế nào? Để mày báo à, đi bôi.
Thôi thì em cứ như vậy thôi. Mày tích tích à không. Mày hấp hồn em. Thành bà mày. Gì đấy, cô gì đấy? Đứng kế bên mấy thằng ngang đích đích đích. Mới hát tiếng đồng đội thì nghe lanh vãi luôn 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 thiết địch thiết Chắc mình là đồng đội khi rủ với nhau người ta địch. Ôi có vàng. Có vàng đây. Cái gì vàng đây? Cái gì Gì? đây? Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ôi ông ơi hồng à. Bên đây, bên đây. Đây là gì vậy? G7. Trời ơi, thôi. Hàng mà Hồng có căng không? mình còn xe được. Hồng à. Sao cái lít của mình... Ôi đồ, má lít của mình qua đây à? Ok. Hôm nay không ơi. Được rồi. Lòng là cái gì không? Cái lồ này sáng quá luôn. Thôi, cái đó chịu. Đấy, bị cay vậy Nguyên mình đi. gỡ, nguyên gỡ. Ôi, nón vàng. Trời ơi. Để có súng luôn rồi. Để Có có đạn thực súng luôn gân rồi. mà, có đạn thực gân mà, phải có súng nhé, súng Ủa, đâu? để súng. Súng đâu? Có Ủa. đạn thực gân mà. Nó lẫn trong đó, nó lẫn trong đó, nó lẫn trong bụi vô làm gì không có. Có đạn là phải có súng chứ. À, nhầm Ừ. rồi. Súng Trong đâu? người tôi cầm cái shotgun rồi, chắc nó cho thêm đạn. Đâu, phải chắc chắn có súng chứ, làm sao có Ô, súng ông chết được. có cái shotgun của ông mà gọi là full đồ chứ hay cái shotgun nó từ nãy. Từ cái bờ nãy có tôi lận mà. Ủa shotgun đâu? Còn Tìm lẫn mà đồ. chứ có lẫn rớt Tìm đâu đồ đó, nó chứ. kẹt trong góc nào Tôi đó chứ, kiếm con thơ đâu được này mà. làm sao nó cho Tìm. đạn không cho súng được. Ôi thảo rồi ông ơi. Đừng. Lừa rồi. Mẹ hỏng Búp à. ơi. Búp Nghe lô người ta à. đau mẹ Súng thôi. rớt mẹ xuống dưới rồi. Tôi đến bờ cái chân của Nguyên để ra lượm nó cục đeo xuống gần nào hơn. Ít mẹ. Không Kẹp rồi, đồ. chịu mà. Game chicker rồi, Nhưng mà giáp đi em. Địt mẹ. Có lồn giáp đâu, từ từ có gì á. Làm nào Cái của em. gì? Ủa, nghe tiếng bắn nhau kìa. Ủa, bắn này nhỏ, sao tao sao nghe tiếng bắn nhau là nhỏ. Nó đu lên đây. Rồi đu À, lên kìa, qua bắn đi, đu lên qua bắn đi. không, nó đồ lên chỗ này nè. Nó dày nó cho mình á. Nó Rồi bắn gần nhau dây luôn thì thôi, chạy nè. ra bắn nhau luôn đi, chạy ra bắn nhau luôn đi. Kênh thì Lát bằng này lò. đồ tôi đang rất là bù đầu cho nên là anh em thông cảm tí nha. Ráng bào mà cho lên giáp đi chứ. Thấy rồi, thấy rồi. Chở mình. Ủa sao đâu bên chung cư bán qua nữa kìa. Em nhìn đó rồi. Ủa? Nó đụng lên, Ủa? trên chỗ bên, chỗ bên. Có đi mấy em đi. Lên trên nóc rồi. Ủa Thằng từ lồn, từ từ từ. em, có thằng lồn, em được à? Bày giáp, Bày giáp rồi kìa, bày giáp rồi. Có một thằng giáp xanh, Để lên, để lên. Đây nhấp tím Nạp rồi. một Cái bình số thôi này giáp là số này. trắng còn chơi bắt giáp Lên nữa nhấp bình tím rồi nha, lồn lên nhấp tím rồi nha. Kê kê. Lên giáp tím cũng vậy à, nó đâu có tăng giáp đâu. Tăng một nấc, tăng một nấc. Tiến hóa giáp nó tăng một nấc. Đầu rồi. Có tiếng nuôi dây à? Chạy lên luôn đi, chạy chạy theo cho kịp đi. Thôi, đừng rồi, bỏ đi, bắn không dính đâu. Để mẹ nó. Ủa vãi lồn nó đứng kia bên lồn em, đâu biết à? Thì nãy báo gần rồi. Ồ. À, lúc tôi thấy thằng lồn em đứng ở đây nè, không có thằng lồn đứng kế bên nó, tôi tưởng Nguyên. Ai lên Thằng lồn nó đéo có tên ta. Lồn nó bắt tên đu dây ở thêm Nguyên bắn tên thằng lồn đu dây chúng mình. cãi lên làm nó đỡ chị nhầm quá bắn không Đứng kế bên mày thằng lồn lợn. lợn Má được đứng kế bên đéo biết mẹ gì hết. trời ơi tự mấy thằng anh đúng không Thì tôi đang coi POV của thằng này, cái tiếng nó tôi không nghe hết nên... Thế mà bình thường lâu lâu là nghe tiếng anh em mừng. Cái giáp xanh kia Nào không lấy thì ba không nhìn gì vậy? Ủa? Chết rồi. Còn tưởng ông đang tranh thủ đi lút đồ xong quay lại lấy xong đi luôn. Ok em. Có bao này energy thú rồi nhá. Rồi là không phải không phải điếc Em không em còn mù nữa hả? Xanh bao lè xanh lét gì. Cô già nhỏ bị lút rồi đó. Dây không là dây. Úi rồi. Mà giờ tôi nghĩ có gì tôi mới phải lút đó được không chứ.
Cái energy của tôi là đéo có một tí phụ kiện này trong người. À, tại được cứ hay mình lên lên trên anh đò đúng không nhỉ? Ở cái thính nè. Cho luôn cái xác kìa. Cái gì đây? Cục thính thì mình rớt. Không phải vừa thấy cái lồ như đây nè. Chắc em ngộ. Cái tính này có gì không? Tụi này lút hết rồi, xác tụi này lút hết rồi, xác tụi này nó còn cả cái đồ đội súng mà. Nó còn nó kết ở đây. Xuống đấm nhau luôn. Cái bò gai. Á, à, thử dây nhiều dữ vậy. Lồ nó, ui ồ cái lồ gì đây? Chung cư bánh nhau căng đó, đây vào chung cư chơi không ta? Trời ơi, vào vào. Cần cắm hay kêu nha anh em. Tao mày đã từ vào. Trước mặt, anh tiêu bằng cái lo trước mặt. Bình lên. Thấy cái gì lạ lạ là bình lên liền. Có, trước mặt mình có luôn, ở ngoài đường á. Ngoài đường nó chạy. Nóng này. Má, vừa đéo có scope, vừa đéo có băng đạn. Cái lồ này cũng đéo có. Phía xa đang hồi sinh. Trên cầu không có đấy. Trong nhà thì phải. Người đông lắm á. Ôi hồng rồi. Chạy trong nhà cất súng đi ba. Cái không đang này hả gì ta? Cầm cái súng chạy vướng. Nhà bên kia. À, à. Ở nhà nhà bự nói vậy mình có, trong nhà có, nhà bự. À, thôi. Kìa. Lỗ di chuyển qua nhà bên này nè. Hai tím một vài nha. Ồ. Đây hai nè. Chỗ đầu nó cái. Táp đi hai viên được mà. Tôi báo mất tiền bên nhà kia. Ôi giời ơi. Ồ. Có cái đuôi này bán một lần ra hai viên luôn mà. Nó dùng cẩu. Ủa gọi là nó mở quá. Ôi nó mở quá chơi. Cái cổng đó coi chừng cái biết ngay rồi. Lồn em. Rồi bố. Đây anh em ơi, anh này yếu không? Trời ơi. Má thằng lô này nắp cung của mình à. Một thằng yếu. Nắp một thằng ngoài này rồi. Thằng trong nhà, một thằng trong nhà. Dòng qua lại. Bom giáp rồi nha. Bom giáp. Ôi. Này thằng nào tới này ngay em à. Nó cút chắc rồi. Nó cầm pháo đờ xa sấy đéo nạp đạn luôn rồi. Quát chị. Alo, nem cho xong nguyên team cái để qua team mình gãy đéo hiểu. Trời, tôi bắn thằng này còn đúng trăm máu luôn, hết sữa. Tôi bắn, tiên tôi đang, tôi tưởng hai ông đang 2v2, tôi chạy ra bắn rốt cuộc, tôi 1v2. Thằng đen này mà, cái khoảng khắc nhìn nghi rồi chưa kịp nó hết câu, coi chừng bước vào cổng tìm nó. Bước vào cổng tìm nó thật. Chịu ha. Thấy cái cách nó dựng cửa, nó dựng cái cổng ngay trước cái cửa mà còn thằng này dựng lệch đó nha. Ấy còn dựng lệch rồi đó. Mà lỡ chui vô cổng tìm nó rồi xong lại đứng bắn nó mấy phát rồi giật về lại. Game cuốn, game quýu. Quýu vãi luôn đó, chả thế. Nghe tiếng đực đẩy qua phải chạy như chó rách cái kia mà. À đổ đồ rồi kìa, có ba lô rồi kìa. Không có ba lô rồi hả? Yeah. Ba lô với mũ. Có đuôi nó vừa tắt chiếc gương luôn. Ừ, đó. Nó nằm vàng, gần nằm vàng thôi. Tụi tôi rất nằm vàng này nữa thì thôi. Thôi đi mẹ, tao điều kiện cái này là lấy miệng cái top 1 này. Easy. Được thằng anh bất lực với dân yêu cát to nữa. Xem cảm
mà cái mắt cười đéo giống như con ốc tên rồi má. Bắn nước mày mà hẳn hoi được, người ta đấu với top 1, top 3, top 4, top 5, top 7. Ủa mày. Ừ, mày nhà mày đáp về. Tại giá là bắn là 99 thôi. À, bữa cũng vô tình lượm được cái rồi 99 đằng kia. Công nhận là xây đúng bằng đèn vào hết người là giáp đỏ cũng bể. Ủa, từ từ có rồi 99 mà. Rồi không em. Hilo này chả có vàng. Đây Long em chạy lên nghe sức tích nghe tầm hàng cái lô nhiễm ngon. Ê nhảy đi quá ơi. Bố biết lo, em không phải lo. Hai thằng nó sợ mừng nhưng mà mình sợ nó đeo đâu mà có phải xoắn. Má em cầm R301 vàng Sentinel tím em... Làm sao nữa, em làm được cái gì nữa? Em nói chết rồi đó, là em làm được việc rồi đó luôn. Thế thôi à? Cái địt mẹ mày cầm R301 vàng, Sentinel vàng, bắn được 10 kill đủ má. Thằng anh mẹ đéo tin đâu. Ờ, bắn với mình nhanh như thế nào em? Mày... Nói gì đây? Alo, ôi, phải đứng, phải đứng. Sao cãi được? Làm đi có lục đi mấy cái. Nó vừa mới khoe tôi là game trước game bắn được 10 kill gì á. Xong bắt đầu á, cả ca 1000+ đam. Game sau vô bắn lồn nanh thì mẹ ngớ đứng đập cửa được bắn đéo hiểu. Ê với ông luôn. Đã đang đi dí người ta rồi, địch đứng kia bên cửa, cửa đôi nha. Thằng lồn đứng đập cửa. Ui tôi cũng đéo ngờ, cửa đôi đứng ông đập cửa như thật. Đi ông cứ thích bắt mẹ nó sao? Thằng lồn nó gục trước. Ồ, áo anh em. Thằng lồn nó tiếp chứ, thằng lồn nó có thằng nào gục ngoài mày ra. Ủa thôi. Ủa vãi lồn. Wow lồn. Vãi lồn. Phải đổi ly. Hay quá, tí nữa có cái. Phải đổi ly cầm Newcastle đạp ra được cái nóc đầu siêu vàng. Ở đây là mơ. Rồi thôi, team này có vợ Vương rồi nhá. Vương còn sống là team còn dậy được. Nói chung mà nào chết thì chết, mà nhớ chết cái bên tôi thì còn dựng được. Ok. Ê, lên được ông chờ mấy pha cho nó chơi thằng nhóc nóc trước rồi. Ông dựng nó lên xong đẩy hẳn lên team địch luôn. Tận dụng cái siêu vàng á, làm cái siêu đẩy thẳng lên team địch luôn. Mà chết thằng lồn này hết cái siêu cũng tới lượt thằng lồn này. Ừ. Siêu thằng thứ hai nữa mà. Kiểu gì mình cũng lời, phải pha nó lời lắm. Nhưng cái store nó có cái mẹo để chơi á. Cho một thằng gục trước rồi xong ôm thằng đó chạy thẳng mặt địch luôn. Ê, từ từ. Cho tôi xin cái lồng vàng được không? Đâu, cái ngắm à? Ừ. Ừ, bắn rồi 99. Ok, thành. Mấy cái cây vàng này chỉ có ăn gian được cái ngắm hả? Ăn gian được cái gì hết. Ừ. Đó đúng không? Đó hả? Wingman. Wingman gì? Wingman tím. Tím à? Tím thì thảo có. Thôi qua lắp cái đuôi. Chừng nào kiếm cái đầu lâu tôi vứt cái Wingman. Kiểu Wingman tím chỉ được thêm cái băng đạn nạp. Nạp được nhẹp thêm nhiều viên, nạp nhanh hơn tí cũng không được gì. Chúng ta còn đang hỏi nhau nên grab cái gì bây giờ thì bên cái map mới có nửa team, nửa số lượng team. 25 thằng. Mất tận 5 thằng nữa. Ú, lấy được à? Ok, của anh đây. Ủa, địch mẹ mày giờ cướp được à? Ok. Thằng hổng thế. Nó vẫn tròn lên, ảo thế. Không ai nói đâu. Tùy cái, có cái cho lấy, cái không cho lấy đâu. Mấy cái đồ độc quyền á, như kiểu đồ súng này, nó không cho đâu. Nhưng mấy cái battery nó như lấy kế được. Không phải sao lại nó lại cho lấy balon vậy? Ừ, không, tại kiểu chắc tưởng là đồng đội cần vậy nên kiểu mấy đó nó không khóa. Kiểu tránh trường hợp mà chỉ dành đồ thôi mà đang ráp đồ xong thằng đồng đội chạy nhảy vô giật. Tập tìm dưới hầm. Có bị cay kêu nhé anh em ơi. Má giờ lên ráp cái đuôi kia đẹp. Ráp balo luôn đi. À giờ tôi mới nhận ra điều. Thì ừ, mình đúng. Hai ông full 2 cây đạn lai. Ôi
Tôi đang kiếm Nào đi nãy giờ đạn mình cứ thắc mắc sao không có miếng đạn lai cho mình. Hóa ra mỗi ông hai cây đạn lai. lai. Có các cái robot đang bay rồi. Bắn đi anh. Và sáng. Chỗ này có người lút rồi. Thấy Có mà gì thấy nữa có thêm mấy hòm á. không? Bỏ hết mẹ rồi. Nhưng bên đây có chỗ quét Chạy mau quét luôn đi, có mấy quét kìa. Có đất vài xin nha. Coi thằng trên đồ kìa, coi thằng lấy trên đồ kìa, Có nó thằng hai này ở đứa đây nè. Không, nó tắt cái tim nó sao nó có bị hai tách thằng bên này ra rồi, nè. nó bị tách ra Sniper cho nó ra. Rồi xem thấy nó ta. À, đây, đây. Rồi. À, ba xanh, ba xanh, ba xanh. À, Ok. Đấy. Girata, được nó hiện tên nữa kìa. À, mình cần giao ba, mình cần giao Bọn nó nói cho bọn nó vẫn chạy ở đây tập trung bắn mình được đó nha. Ok. Chắc khỏi bỏ đấy. Nó có ghi data đó nha. Build hướng chung cư mẹ cho rồi chứ. Tôi chắc thích hồn rồi. Ở trong bán nó kìa, ở trong bán nó rồi kìa. Ô, trong nhà này có, trong nhà này có, trong nhà này có. Đây qua, đây qua. Chạy ra dưới luôn đi, chạy ra dưới luôn đi. Như còn nghe tiếng hay sao? Trong nhà có, trong nhà nha, trong nhà. Còn á, còn thằng nữa, còn thằng nữa. Trên lầu, trên lầu, trên lầu. Cho nó nhảy ra đi, cho nó nhảy ra đi. Con mắt tôi ơi. Xe cái gì đấy? Nó lốc ba, nó lốc ba, nó lốc ba, nó chạy rồi. Trên đầu anh kìa, trên đầu anh Anh. kìa. Trên đầu Biết. Tôi sẽ cái nó đó xuống tiếng luôn. Bỏ cái xe. Ồ, nó có re-re-re-ven. Rồi, lá rồi. Ừ, có bị cây vàng rồi đúng Mới không? ăn cướp à? Ăn cướp kìa, ăn cướp kìa. Dưới đây sao? Trên, 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 nó mà dưới, trên, nó mà dưới. Mà cái tiếng Khỏe bơm thế. từ từ. Bom kìa. Em. Để em. Em. Thì vào đi. Ăn luôn nó mở cửa vậy. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Rồi đâu. Mày giáp, mày giáp. Đâu rồi? Có rồi. Nó chạy ra ngoài rồi. Ok. Qua đã, qua đã. Siêu đi cho nó lúc này Giao siêu đi. được Bấm tiêu đầy đủ rồi đúng lúc không? này ông Bom sẽ mở hết cửa đúng không? Đi mẹ. Ông sẽ hết Em đạn đâu rồi đi kìa, đâu lo kiếm đạn đi, sẽ hết đạn rồi kìa. Tôi má, tôi đang ngồi tôi nạp xe ông đi thấy cửa tôi mở tôi hướng tôi ông ơi. Vãi. Em biết gì đâu đúng má. Tới chân, xe pro ngoài, xe đó ngoài. À, Yeah. thằng đó nó. Yeah. Ông lút đạn. Được, thằng này không hoáng em quay lại chơi luôn á. Rồi. Con Rồi. mẹ mày tuổi lồn, đi mẹ mày bớt sao lồn, you will kill Hitler luôn. Cái việc đầu tiên làm là lút cái giáp đó trước rồi nạp sau. Ông nói Nãy cái giáp, nãy có cái giáp kìa. Tại vì trong cái lúc mà mình đang lút đồ nó có thể có tiệm khác bán nữa cho nên việc đầu tiên làm là lút cái giáp đó trước. cái câu này con chỉ em Nhưng mà em ngu, cái thôi. Ơi, tôi vừa thực hành xong ấy nha, đổ mắt ông nhìn thấy đó. Thằng này cầm tới hai cái vàng à. Thế nha. Đúng, giống thằng em rồi đấy, ngu lắm. Má xét thằng nào vàng khê hết. Lâu Nó để có miếng bom mà trong người, miếng lùn chỗ hết mẹ bom rồi. Cái giáp còn 50 điểm lên giáp đỏ nè, lấy không? Đâu anh? Trên lầu.
Em nghe Cỡ còn bình đi tĩnh. bay vào bo nữa Học nha. cổng nha nào, học cổng nha nào, em lái đi. Mày có dây nè, Yes. tôi đây. Thế. Nạp lên đi, nạp lên đã. Ổng ơi, tôi dùng tay để dùng để đéo được đi. Sao? Cứ chờ đi, cứ chờ đi rồi thấy. Ừ. Sao chỉ có thấy tôi. Rồi trượt xuống cái. Đi bác nè. Vãi liền thì hai team. À, được nhanh thế. Ôi, chạy vào quyết luôn, có mấy quyết kìa, chạy vào quyết luôn. Nó bắn nhau đâu ta? Chắc mình xịt thế giới. Thế bắn nhau, khả năng cả hai team kia chưa chọn, chưa chạm. Chắc ở xa rồi. Mẹ mày cầm Cầm G7X1 nhìn. Nãy biết bao nhiêu cái nhắm X2 không lấy. OPK trong nhà. quên cái tính em hay quên rồi đúng đấy. Quên gì, một lon ra đồ vô nó hiện lên mà. Ra vô nó hiện lên nó đề xuất coi cái cây mình được gắn được hay không. Còn có cây nào đang Mà thiếu hú không? đúng một cái siêu lớn là ai vừa siêu lớn hú nhá. Ok. Ra đây, có hòm kích được đồ. À cái hộp Siêu này mở ra lớn. được. Rác Nó kìa. đúng một bên. À thêm bên nữa, rồi đủ. Nó đang lắp Đủ đồ rồi thôi. Chạy ra quét Không. luôn đi, nó chạy ra quét đi, còn có ba, Không có còn ba quét team mà luôn. chạy ra quét mày chơi gì nữa. Lấy vị trí team nó chứ không nó bắn nhau lúc nào không biết. Nghe hay nhất chỗ là nhiều khi lồn em đang đứng quét xong bị ăn đạn đó. Có Ăn suốt, mày mà khi đứng quen rồi, tôi thích ăn thì tôi ăn thôi. Ôi, Ui, một sao hai thằng kia, sao hai thằng kia? Vô vô anh em ơi, có ba thằng nữa. Có hai thằng lẻ kìa. Vô. Vậy là bắt bắt trong trước à. Bắt trong trước mình có lợi thế win. Ôi, tôi thấy mọi người. Hướng Thấy nó, rồi, hướng chơi nó. luôn. Nó thấy tôi luôn Quét rồi, thấy tôi rồi, luôn rồi. quét Tim rồi. ba tím. Chung 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 giáp đỏ, à chung 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 giáp tím. Ok. Bà giáp, Rồi, bà giáp, ba bà giáp. giá rồi. Ngon. Thôi xuống, nạp chưa, bắn tiếp rồi. Nhớ để sau lưng nữa nha, nhìn vừa bán vừa nhìn đồng đội, để sau lưng nữa, tại sau lưng còn hai thằng đang chạy vô, biết đang nghe Gần bắn nhau nó vô á. gần tôi Giải quyết cho nhanh team này chứ không là hai thằng kia vô. Nó hồi sinh được nữa nha. Khả năng cá nó hồi sinh được ấy. đây. Từ thôi. Hay góc hay mộ hay 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 hay. hai thằng bảy ơi. Đẩy được ha, pha này đẩy được á. Bắn cái gì đấy? Ê, có thằng ở sau, có thằng Có ở sau. thằng nhảy bên đây nè. Ngó đi, ngó Ở đi. dưới. Ở dưới. Chơi đây này. Rồi đi luôn. Finish nó đi, finish rồi cũng được rồi rồi rồi. Hay, nạp siêu đi. Không còn Dưới nạp siêu đây, đâu dưới tức. đây, dưới đây. Bả siêu, bả dưới, dưới đây. Em Ok. ở đây. Chạy lên lại, chạy lên lại chứ vị trí, chạy lên lại chứ vị trí, xíu dây xong rồi chạy lại chứ vị trí, đừng thật thà chạy xuống đây nữa. Ủa thằng còn lại được đấy. Còn hai thằng, nếu như nó không hồi sinh là còn hai thằng á. Ok. Hết đạn rồi, có đạn like không? Tiết kiệm Bom đi, vô gì đây à? bán được, vô đây bán được, vô đây bán được. Ôi. Đâu đâu đâu, không không. Chơi đâu. Vai luôn. Sao tôi Đây luôn em đây, đây đeo thấy. để em cứu. Giữ sống nha Nguyên ơi, sống nha Nguyên ơi. Đang đang revive, mua đây revive, có giáp vàng, có giáp vàng, à, có nóc lò siêu vàng, không sao. Yeah. Được 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 được, bảy giáp một rồi, bảy giáp một rồi. Còn một, cứ bắn từ từ. Rồi còn một thôi. Đi, mẹ mày bắn ai? Đấm, 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 đấm. Đấm, 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 đấm. Lúc này là phải đấm, đấm đi, đấm nó. Đúng. Ui, còn bắn. Bây giờ ai dám chửi tôi không? Ai dám chửi tôi không? Ngu vậy Đây luôn là dao đậm đảo anh em ơi. Để thử mày nhẹn. Má, tôi chọn bom mẹ, tôi bắn đàng hoàng vậy kêu gì nữa. Ủa. Ồ.
Sao thằng lồn em chạy lên chỗ cầu nó đéo thấy địch mà tôi chạy lên tôi lại thấy địch nè, đéo hiểu. Đâu nó đâu chạy lên đó đâu, Không nó cứ vòng 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 ở dưới. thì có đường ở dưới đi lên mà không? Không không, góc 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 nhìn không thấy, góc nhìn không thấy, Tao không thấy. cái bìu view nó không thấy, cái bìu view nó không thấy. Tôi nhìn tụi tại tôi không nghe được cái tiếng trong game nên tôi không biết, chứ nếu tôi nghe được có khi tôi biết nó trên đó. Tôi đi lên tôi thấy có chấm đen đen, tôi hỏi sao có chấm đen đen di chuyển, nó nhìn lên nó thấy tôi, nó ra bắn luôn mà. Cái góc thủ của thằng nhóc bị khúc cái góc đó. Không, Bây giờ anh tôi mới Long, kêu nó chạy lên đó, chạy lên lại lấy sai đó. anh Long làm chứng hết rồi, anh Long Ok. hiểu. Tao luôn, tao giờ tao đéo còn biết ông Long thấy hay không, nhưng mà tao biết chắc chắn có trong POV của nó. Không có nhìn thấy Có nghĩa cái là thằng lồn này một đã quay chuột tứ xô nhanh quá, nó đéo thấy con cả kia hết, làm không sao nó không thấy được, biết mẹ. em đứng em nhìn 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 nhìn, nhìn xem Ừ, nó là tao đi không. cái đường của mày, tao nhìn lên cầu đàng hoàng, tao mới thấy có chấm đen đen. Hoặc là thằng mặc lồn mày đéo nhìn lên cầu tôi chứ không, mình nào mà không thấy được. Tôi đi tôi nhìn thấy nó xong hàng lồn nó còn ngồi xác nhận tôi có nhìn thấy nó không, nó bắn tôi rồi. Thế làm sao bắn con lồn này trên biển? Xem nó lâu bắn lại con này ở trên biển. Thế thì Luôn ui thằng kia là 99 kìa, đủ đủ càng giờ đấy. Tính là nãy quả công anh em mình khỏe, Ừ, đòi rồi nhiều đêm quá. có khỏe hơn. Nhất mày chưa thấy tao với nguyên tăng cơ vào như thế nào đâu. Một đường á. cái chiều của ông quần đẩy Ừ, lên tăng dễ. ôi ông đứng trước mặt tôi quá, Ê, tôi quay về trước trước khi tôi chạy tới luôn. có trời. Nó đi theo kìa, đi theo kìa, đi theo kìa, đi theo không kìa. Con lấy xuống mày không? Mẹ mày ra đây. Chạy ra ngó coi người ta ở đâu đó. Rồi, lô tiếp. Trời ơi, 30-30 cái con cặc gì vậy? Được thì ra thử coi súng có nằm phía ngoài này không thì lấy súng luôn chứ. Cái lúc kia. Bây giờ toàn lấy ra snipe không? Nó mà đi Cầm tới cây kia luôn đi, có gì chơi đó đi, còn kiến cá còn chọn canh nữa. hai cây rồi bố đủ má. Nãy có cây shotgun kia bán mấy pha này là phải còn ulti shotgun hơn chứ. Ôi, ở dưới cửa này mới mở để sáng nó nhầm rồi. Có này có thằng trong đó. Thì đó bên đó mà. Có khi đẩy ra lại ngoài. Ra chiếm lại. Được chung rồi. Thôi, Lên nó nóc vừa luôn từ đi, nhà bay nhảy phát ra lên nóc nha. luôn đi, bay phát lên nóc luôn đi. Ngừng. Rồi, coi nghe tiếng có trong nhà không? Nóc Hai. một. Chết luôn Nó rồi, lên lùn nó nóc. chết luôn nha, lùn nó chết nha, lấy giáp rồi đó. Bà giáp rồi. Bảy giáp một rồi. Đứng đây bán luôn, góc này đẹp. Ôi đi. Hết đạn, chạy xuống, hết đạn. Rồi, rồi. Sao không cài cái á, vô setting cài cái chế độ mà hết đạn tự động đổi súng á. Ủa cá hả? Có. Trong setting có hết đạn tự động đổi súng. Tôi không biết luôn á. Ừ thì tưởng đâu khá đâu. Không có setting có. Ừ. Hết đạn nó sẽ tự động đổi súng. Đổi súng không đồng nghĩa là việc là nó tự bán nha. Nó chỉ đổi thôi chứ nó không tự bán đâu. Ở đâu không ạ? Trong setting có, trong setting có. Đến phần nào quá nhỉ? Ông kéo xuống overall nữa có không? Nó có chỗ là như là auto sprint gun hay là auto chain gun á, quên lót Đúng ao rồi. Ok, lắc out. Có dòng đó ở trên cùng là Mao cây bo hay là game lai hay gì ông vào ông Ron trước á, cái đầu tiên trước thử ông ra ông kéo xuống dưới thôi có Yeah, đi vô sinh vang kìa. còn nó không có là bên phía control control chứ không có rồi, tại tôi nhớ phía đầu á, nó nằm trong ô đầu tiên á.
vô sân vàng em, nhất em luôn. Tuyệt vời thế anh gì nữa chưa à? Rồi Long Bô tím không chơi à? Ngu quá, nhảy ngu quá rớt đi mẹ. Ngu rớt cắt đồ má, chỉ có 30 đơn hết rồi thôi. Ủa, tiếng Anh nó là gì không? Mà có cái phần để đổi súng có mà. Bữa tôi ngồi tôi mò thấy cái chỗ đó. Xong bữa tôi test rồi, nếu mà hết đạn tự động nó đổi qua cái quay còn lại. Ok. Rồi là mình mà weapon auto cycle anh em tới vậy. Đấy đúng rồi đó. Tôi bật on rồi. Rồi đó. Nhưng mà sao tôi nó đâu có đổi cho tôi đâu. Tôi phải tưởng mà. Ông thử bóp một tôi nạp. Ông phải bóp á, ông phải bóp cái lúc mà nó hết đạn rồi, ông bóp trong vô vọng á. Ông nó nạp đạn cái súng cũ. Ông bóp như thằng em á. Là sao? Giáp xanh này, đã lượm mấy giáp xanh nạp lại đi thằng lồn. Cầm mấy giáp nát vãi lồn á. Thôi ra lượm luôn chứ. Một con mà ca mới ngăn là em nghèo, không có siêu nữa, đủ mẹ. Giáp xanh em đang 241 điểm thôi. Tiếc rẻ gì. Tiết kiệm mấy cái bình siêu không ngon hơn á. 241 điểm thôi, có nhiều đâu bị đặt. Như kìa tôi ráp cây đánh. Là trăm mấy điểm dư quá rồi thì không nói. Ông 200 mấy điểm cũng khè gớm. Má, bao nhiêu cũng là điểm rồi ơi. Bắn ông sợ ông gây được trăm siêu, điểm sau này lợi hơn. Sợ ông gây được trăm đam hay sao mà mình phải làm thế. Đúng rồi. Lùn quế. Nói thế cho ông nói thế. Khoan đi, khu này có người, có người qua rồi á. Nó có nổ đâu. Phòng mở này, tôi có. Vực 4 cái bình nhỏ là lấy cái chít kìa. Rồi nó chui từ hầm ra, vãi luôn. Bọn này chui từ hầm ra. Lấy hai mét chích nhanh đi rồi đi xuống. Hai cái rồi. Lấy con hai cái. Mà tám cái tám cầm cái tám cái máu nhỏ làm gì? Vượt bước rồi đi lấy mét chích rồi xuống chi vậy? Kìa, có thằng đi từ đây xuống. Nhanh đi, tìm bắn nhau rồi kìa. Trong nhà này có người luôn. Vừa hút vừa. Nhưng mà. Đổi cái nhắm 24 qua cây kia đấy. Ủa có thằng chọc phai bắn được chung cư ra. Ủa. Này thấy bên chung cư có bắn ra. À đây thấy nè. Đâu rồi. Như hai xanh một tím, nãy nó lướt nhanh thấy kịp thấy hai xanh một tím. À, có thằng chạy bên ngoài luôn nè. Ok. Thằng lồn bên ngoài. Ơ. À không. Thằng lồn chọc phai hay là đi coi chứ ta. Tôi đéo biết con lồn nó con à không đi bên nó luôn kìa, nó vừa bóp súng đúng không lồn nó đó chật phai rồi đúng ba lồn nó đó bắn trúng vậy không nó thấy sao nó thấy nó đứng lại đoạn nó thấy cái đường kẻ là gì nó dừng lại đoạn xong nó nhảy đi hướng khác rồi đúng đấy. Hai thằng còn thằng thứ ba đâu, nó còn thằng thứ ba nữa mà, nó đủ ba này. Nó nhảy xuống hết rồi, nó nhảy xuống hết rồi, nó đi chung hết rồi. Qua đó hết rồi. Lấy lại nhà nhỏ thôi. Nó bỏ đi từ hầm ra mà. Vô lút đồ thừa từ đó. Úi kìa. Hồi sinh kìa. À. Mà lộn bọn nó hồi sinh không có yên bận không vậy? Nhảy không lên được cái nóc nhà. Có đang heavy hú tôi xin tí nè. Heavy bên đây. Biết leo không? Biết leo cái nhà này không? Không. Đi ra phía ngoài kìa, nó có container ở ngoài, leo lên. Đẩy tới à? Vãi luôn, ngay trên này. Rồi, nhiều khi đó chúng nó chạy ra lại. Có chai rifle rồi. Nó một lên được. Nè. Được làm cái trò như hôm bữa đó nha em. Rồi con mua lên kìa lên em. À, được. Rồi đi vô cái tường. Nóc 1. Rồi. Tính ra mấy này cứu nhanh quá vậy. Lồn đi mấy em mày chạy cái móc
Team này có lai lai sao mới knock một xong giờ thấy ba thằng đứng dậy rồi. À có thằng đứng dậy rồi. Thằng đó được một ít siêu. Thế có knock được siêu vàng. Cứu nhanh nó thằng. Anh là thằng knock đầu tiên đó thằng lồn. Mày tưởng mày knock đầu tiên cho team hả? Anh knock đầu em có nói gì đâu. Quang bước đầu ra cho 40 bánh. Campbell 10-10 lấy x3 bán được kìa. Còn không còn x4 đâu, lấy x3 bán được hơn. Tại 30-10 cái tầm của x3 đã cong xuống rồi. Mấy thằng lồn đừng gây đam ít hơn cả cái đam của mình. Đi mẹ nó phế vãi luôn. Nó nói tim mà. Chắc chả có giáp lồn nó ngon. Quang bó mình kích rồi đi, quang bó mình kích rồi đi. Nếu có bom luôn thì bạn dỡ rồi. Còn 4 team, còn 4 team. Trong lúc loot á, đừng có nghiêng loot, vừa di chuyển vừa ngồi. Chắc con chưa hiểu cảm giác đang loot đồ anh đang. Đang loot đồ với anh đạn. Muốn loot thì phải custom mod, phải đánh im cũng được. Đâu 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 đâu. Ui. Đầu mắt quá. Chân mặt. Dí từ từ vô được á. Nó cũng chạy vô, mình cũng chạy vô, mình vô sâu nó. Dí từ từ được á. Ở đi. Cái nổ lô nó gian lan chiến. Giờ ba anh em ơi. Chúng tôi có bọn biết mừng rồi, đéo ra ngoài được. Tụi tao cầm được. Tao cầm luôn đi em ơi. Cầm sớm rồi chứ mất công rồi. Cầm cường nhá. Còn 3 team, còn 3 team. Ở trong bắn nhau 2, 2 team bắn nhau đi rồi. Nhanh nhau môi chứ không mà ông ăn đạn á. Có dính lửa nữa. Đây đây đây. Cầm súng sấy lên. Mày để biết đi sau có cổng sẽ có gì xảy ra đâu. Còn ai bảo đảm bảo yên bình cầm súng sấy lên trước. Gần gần. Bên trái chạy ra rồi. Cẩn thận nha. Có phụ xe. Ô. Cứ đi ra vần luôn. Mà nó không được rồi, bắn bể tiêu rồi. Ông phô xe chấm máu, phô xe nó 30 tiêu. Rồi bắn kinh quá. Rồi này bơm siêu hết rồi ông ơi. Chị rang lết vào trái đi. Rang lết vào trái đẩy đi. Đủ má có tiền xe có bắn luôn rồi chứ đâu phải một tiêu ở đâu. Tiếp kia nó chạy ra luôn rồi. Nó cho chạy điện cự. Má bắn một phô xe một chấm máu cây thôi. Tôi đang bắn rồi nó bơm siêu kịp lại á. Bắn anh Long thay người đi. Mẹ ơi. Hả, mẹ ra. Ủa Long ơi. It's my time. Yes sir. Sớm mai còn đi. Nào nhiều thứ ông làm như thì thằng nào chả góp công gì cũng vậy. Anh ấy đi đừng tiếp tục ở chỗ tôi quăng quy ra, quy tôi rớt mẹ em dưới. Tôi bỏ chạy em dưới là nạp siêu tiếp. Đó. Tôi đang đứng tôi nạp siêu, tôi thấy cái quy tôi xong trượt hồi trượt mẹ rơi mẹ em dưới, không bất ngờ. Chuyện gì? Rồi má cái tôi bỏ cái siêu đi, tôi chạy tôi trượt dưới tôi mới nạp siêu được. Để lên kịp. Khó. Welcome.
それは全てじゃない。駒じゃない。チームだ。注意していればゲームにランダムな要素。 今回のチャンピオンを紹介します。戦いの始まる。神々の加護。3枚タンクの野郎で、なんばくれば、3枚もらばんちゅんとかなんもい。人は好きなことをして生きるべきだ。 あんたをぶちのめ。かわいいわよ。ぶっといきの。あ、うん。私の特権やら。誰かがファーストキルを取ったようだ。 手がかりを追ってる。手がかりを追ってる。待ってる。手がかりを追ってる。バレン。ちょっとくらい。mẹ、ông công chưa có cháu。材料を手に入れた。ありがとう。ありがとう。さあ、行くぞ。え、ごめんない。 Ôi, không à. Tôi. Ồ, mọi giờ biết. Đây, để tôi. Ôi, không à. Rồi. Rồi, được kêu mọi giờ biết về. Được. Trong đây có giám tiếng. 進化シールドを発見。レベル3だ。リングまでかなりあるぞ。それにあと45秒で閉まる。行くぞ。ブイトールジェット起動。ここはいい。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3だ。あの、普段ライケティ。バンガリチェン。 Cái súng nó khác nhìn bắn ra. Được cái vậy. KSMG ở hạng kênh. À. Cảm ơn. Heavy Magazine ở hạng kênh. Level 3 đã. Vui tổ lưu chết. Ủa. Ông ơi, tôi có bàn lặn lại, tôi có đàn, tôi dừng quan lợi. Kinh kệ. Để tôi sai này.向こうにケアパッケージがある。向こうにケアパッケージがある。拡張エネルギーマガジンを受けた。レベル3。Vtorジェット起動。 あっちにノーラスの敵がいる。お前ら、こっちにダッシュスターだ。向こうにキャパ。ちょっと待って、とにかく何でよ、キャンプロの武器を出してもキャッシュしような。あ、やっぱ、このダッシュようなね。よ。ブイトールジェット。
部隊の半分が力尽きた。いい風に乗れてるね。VTOLジェット起動。 VTOLジェットオン。 Thằng lồ này xây đéo chúng tôi được bao nhiêu bên thôi. Tổng được. Bắn xa được, bắn xa được. Đây em sẵn ngay cổng á, với cổng nha. Ok. Ok. Nên nó tôi bắt đẹp. Cổng đẹp, cổng đẹp. Cái cục đá che mà. Nó nhảy lại, cái nó nhảy nó trên cầu vậy. Ok. Thằng lồ nó ram bát nó xây đi có chung thuộc viên nào. À không, chúng được 2 viên. Ờ, nó không. Chờ, nó đi, nó đi qua bên trái mình. À, bán thằng này, bán thằng này. Tôi... em chọn được thôi chứ. Đấy à, chép chán. Chép chán, chép chán. VTOLJ kill. Ồ, cái dựng từ. Làm cũng lá. Chắc mình bắn rồi, tới mình bay. Như bắn lâu dài này. Đúng rồi, ba rồi. Chạy không lời đâu. Lấy cho ba. Ở đó nghĩa là sắc lách được mấy. Ôi ôi. Ô hơ. Không khác, không khác, không khác. Chị mặt lắm. VTOLJ on.
bảy giáp, bảy giáp tiếp một thằng, bảy giáp tiếp một thằng. Nó cũng làm bắt luôn, nó cũng làm bắt luôn. Nó cũng có làm bắt. Ai được không? Ôi, nó tới rồi. Hai con năm bát cơ, chứ nếu phải một cơ. Bát bát này bơi. Khổ đỡ vậy luôn. Phải trùng hợp bao nhiên thế này. Một con năm bát thì còn có tỉnh được, chứ hai con năm bát thì có chịu. Cái này chữ. Cái nữa. Cái gì đây? Hai con năm bát nó dựng hai bên. Đi. À, tìm kiếm móc lên luôn. Con đen chỗ là hai tìm đám bắt cùng một lúc như đâu. Mày thấy sao? Nó thấy sao nào họ ngóc đầu vậy không? Bên phải thấy nó khó, bên này thấy thêm thằng nữa đỡ luôn. Ừ, chịu.私はいつも空を行くのさ。さて、説教の時間だ。あなたが必要なものは全て持っているわ。 Mới Shader xong, cảm giác nhìn map lung linh thôi. Hạc trường energy magazine 発見, level 3 đã. ちょっと待って。手がかりを追ってる。ブイトルジェット。次のリングは遠い。だい。もう、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 も
Tôi sao tôi thấy nó đang chưa vàng, tôi thấy tôi lời. Tôi được bao lâu bạn? Cũng được. Alo, bé quá. Không phải. V-Torジェット起動。変わってもらう。ポップアップを発見。スカルピアサだ。V-Torジェット、オン。おい、リングが閉じるのにみんな外にいる。 Không, con này cũng mấy khổ rồi. Ừ. Cô.
Ai hồn, ba thằng, ba cái chung lai, một cái sệt gân. Thật á, hai cái ba cái sệt gân. Combo, combo, combo. Ờ. Mà một hồi mà thấy ba cái sệt gân mà bị sọt thì nó hỏng á. Thế chỉ còn nghe tiếng bể giáp một phát thôi. Bỏ hết mọi thứ, lao vào. Cái sệt bạc cà đấm, sệt bạc cà đấm bằng sệt gân chứ có tiếng gì tính. Mà sao tụi lại chơi combo quá ha. Cặp hai sệt gân. Ông nghĩ PK cây gì á? Một cái PK với lại cây Eva là ngon rồi. Cây bắn xa cái bắn gọn. PK bắn xa được đấy, tôi tâm bắn xa. Cái cơ ý kêu cầm Mozambique á. Biết rồi, à rồi, Mozambique PK. Cây phai giáp, một cây tăng đa. Thằng lô nào thở được nữa. Vừa phai giáp xong có thằng bị xin giáp thì thằng lô nào thở nổi. Thì đến chồng nó mới rắc liền lên. Khó thật đó. Nhà giữa. Một là bên này, hai là bên này thôi chứ. Lên trên đi, từ ở trên đó tôi đi rồi. Nó mới rắc để rắc đồ cho nhìn đồ ngon. Nó cũng cần bao lâu. Nó qua rồi. Cho tôi ra. Ô, thằng lô nó đứng dưới nhà. Có tít không chơi trong nhà được nha. Tôi chở bơm vô. Ở dưới. Tìm nó xa. Ê, có thằng xa. Có thằng xa. Trong nhà. Tôi đang bỏ rồi. Chơi. Năm hai. Mày. Thường. Nó mà không có tích là vô sớm hơn nữa. Thằng này cái gì vàng đây? Có thằng em nó về cho tôi không mà quan hệ không mà lưu kết cho mấy cái lồn một quán shot này hai đứa ba chứ ba đủ ba hả trên lầu tụi bạn tí máu tôi thấy ông Long đâu qua không sao, tôi đu qua tôi thấy có đạn bắn từ dưới chân tôi lên ảo. Tôi vào nhà rồi không thấy ai hết, đây là quay đầu ra đúng địch đúng mình. Tôi đến tôi bất ngờ, tôi thấy ông yên bình đi yên bình tôi ném đồ theo ông, cuộc sống của tôi là hàng ngăn đạn. Bí thuật quá. Vitor Jet 起動. Kịp qua máy crack không ta hay bán máu nữa không? Đồ ta. À không, thằng nó có ép balo tím mà, quên thế thôi. Qua đó rồi. Tôi đang tính kiếm đường qua crack balo tím đi tới đây, tôi mới biết là tôi có balo tím này. Vitor Jet quên bên mình đặt like không. Vitor Jet 起動. Đây là một trong số những lần hiếm ho mà tôi nghe cái nhà lầu này đéo tiếng bắn nhau, tôi đéo hiểu. Dụng. Sao nó thành như thế rồi ta? Mở hết rồi này. Bên phía tôi đã mở hết rồi. Mà bọn nó đang bắn nhau luôn, lúc này tôi không nghe tiếng nào trong trong nhà lớn này. Tôi
có tiếng. Rồi. Mình nghe tiếng bắn nhau rồi. Như bên này hay sao nè, tầm bên này hay sao không biết. Đúng rồi. Đầu đầu bên đó đó, đầu đầu bên đó đó, có tiếng có đạn mà. Ok. Địt mẹ 9 shot nhanh nữa. 5 shot rồi. Đây à. Ghê 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 ghê. Nó bỏ bắn vô nhà luôn, vô đến nhà luôn rồi. Tầm này thì không đạp unit kia. シールドバッテライトアーム発見。よし、これは使える。ライトアーム。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。何か。あ、ほんまにレベル1。やるん。 À, bây giờ tôi thấy mấy thằng đứng yên đó tôi mới sợ, chắc mắc có đúng có decoy không. Bắn lộ hả? Nhảy ra, nhảy ra. Lớp 3. Ở dưới còn thằng nữa, ở dưới còn thằng nữa, ở dưới còn thằng nữa. Không phải còn lớp 3 không đâu, kìa. Rồi đủ 3 thằng rồi. Rồi đây. Có lai lai lắm ta. Con ở dưới á. Không, thế nó chạy hơi nhanh không? Nhìn nó trên con quen. Con từ vào bom á. Đi sau lưng từ đứng. Kiểu nó không đeo được, vào bom mày á. Ờ nó mới gọi chết xuống rồi, đúng lai lai rồi. Đúng lai lai rồi. Đi hướng cầu này, đi hướng cầu lên, trong lúc nó lút đồ đi hướng cầu lên. Ring ga tojiru made ato 30 秒. Kyori wa chikai ga na. Mở cửa rồi này. Nó đẩy lên nhà này rồi. Ok ok ok. Nó luôn á, tụi nó luôn á, tụi nó luôn á. Tụi con lại là một xe đất quỷ. Tụi này cũng vậy. À chứ nó chạy từ nhà này lên thẳng luôn. Rồi nó nhảy mới chạy lên á. Con lại là xe đất biển luôn á. Thì mình có... đang lút kìa, đang lút kìa. Tụi nó thấy tôi vậy ta. Sao nó đứng nó ngó vậy. Cái ông Nguyên mở cổng nó nghe mình chui vô giáp sắp lá cà được á. Nemo. Ừ, được á. Sự cơm với nhau rồi. Để tôi tạo cổng nha. Ừ. Tạo vô nhà. Nhanh ông ơi, nhanh ông ơi, bên kia vẫn còn thằng ông ơi. Hai thằng bên kia ông ơi. Thằng nhìn tôi rồi, thằng nhìn tôi rồi. Xong, 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 xong. Cũng vào mà cũng phải tới mà ăn đấm đấm nhau bắt thôi. Vậy thì bắt lẻ thằng kia cũng được, bắt lẻ kia cũng được. Ra ngoài. À, đừng vô cổng anh em ạ. Hả? Dạ 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 hai team lận. Ok ok. Hình như hai team lận. Trái có. Trái có. Phải chạy xuống kìa, nó chạy xuống kìa, nó mới chạy xuống kìa. Hèn gì biết cực. Biết cay rồi. Không, có khi là một team. Con lai lai còn kẹt bên đây, con lai lai còn kẹt bên đây. Một team 3, tôi thấy nó khổ lắm. Thì đúng rồi, nó còn bắn là hai team. Mấy hai thằng bắn tôi vô người thù đó. Ở bên kia bay, bên kia bay. Bọn nó vẫn còn đây nè, bọn nó vẫn còn đây nè. Mình chạy cổng qua nhà. Tôi nhưng mà hai tên giờ phải chấp bắt cả thôi chứ. Phải chấp bắt cả chứ không đứng đây nhanh được đâu. Mình... Nó mới bay xuống rồi, nó bay xuống rồi, nó mới bay xuống rồi. Ủa khó. Mình còn bay nữa. Khó nó khói vàng á. Đông đông đông. Gần một thằng. Trên đây có thằng đang cứu hay sao? Ờ hả? Ở trên nó bắn xuống, ở trên nó bắn xuống nha. Tôi thấy em nóc rồi. Đâu đó, đâu đó. Ba team nha. Mình với nó tính hết rồi, còn ba team đang bắn đang đứng đây. Ok. Nó nhảy thằng... Nhâm tím này. Và... Không tên.
あらめん。Tao quá thì bay nhá lên. Sky, Onkyo, Tomoni, Ryoko. Chứ đem kia, tôi nghĩ nó chạy luôn rồi. Tao nghĩ như bà cháu. Tao không lâu mà, tôi có ngay. Lên được không? Nó trình nóc á. Để qua là có anh em phụ luôn nhá. Còn nếu hai đồng đội nó chết rồi, có nghe còn nó mừng lồ nó ngồi đây à. Chơi không? Ở đâu? Còn mấy tiếng, còn mấy tiếng. Nghe nó chạy bên nhà nè. Dưới nhà bên ngoài. Còn cho nó bắt. Ở dưới chạy rồi. Tụi lưng ông còn đâu. Đâu? Sau lưng có tìm khách đang dưới nó. Có tìm khách nữa. Thằng ốc tên chạy được. Thằng ốc tên nó chạy, có tìm khách dưới nó. Lâm ơi, xin lớp góc quay Lâm ơi, mà đó. Cái này được. Cái này được hả? Ủa không được. Đi theo đi vô tí nữa. Góc phải cái kiện tường. Có quay không? Trước mặt. Bán luôn nha. Ép đỏ. Sao lâu? Nắp rồi. Ba trước. Đẩy lên. Tôi mà nạp xuyên mới vào được. Cái thằng nó chết rồi. Ê! Tôi hết máu, tôi vừa nạp chưa, Không, vừa nạp. Từ. Ông nghi lo được rồi, nóc hai ngoài đây rồi. Được. Từ từ nha, Nguyên ơi, từ nha, mình đang thiếu người á. Rồi, đi. Còn nha. Từ. Bông lấy ông ơi. Còn nha. Hai xoát. Mới có tí số lượng kìa. Mình nhớ tí hả, Octane, thằng phần gọi là Octane à. Ai thiếu siêu thì kêu nhá, để tôi đưa. Game nó thử. Một nữa là con nó tên nó còn sống, còn hai là đúng mà lỗ nó tên nó tự tử mà bo. Hai á là có một tiệm hai con. Có tiệm người trong đây. Ừ. Rồi tôi đang nghĩ trường hợp hai cao chứ mà không đâu rồi. Khả năng cao là hấp tên nó đi mẹ. Mấy bo kia khó sống lắm. À, giờ con gì quét được thì nó không có tự bay thì cứ tự bay bay đi không bay đi okay, đây bay test quét luôn chưa hay là đợi bao giờ bay không, đợi bay luôn bay quét trước cái khu này trong này có người không nó lúc trong nhà thì chịu nha bay tôi đài gặp bó đi ngồi không gai rồi đó khả năng cao trong nhà hoặc là mình ngồi bó kim lại chỗ nào cao đứng luôn. Có tiếng ốc tên. Để nó còn sống á. Ủa ta, hay nghe nhầm ta. Nghe tiếng cái chân của nó chạy giống. Lúc nó bật quê có tiếng mà. Lúc nó chạy bộ cái tiếng chân nó nghe xịt xịt á. Trong xung quanh này, nhà này chắc thử á. Không, mình cứ từ từ thôi, từ từ. Ok. Mẹ thằng lô nó trốn thật à? Trốn luôn rồi. Thì tôi với ông Quân đứng ở đây cho ông đi vòng ở dưới. Ừ, chắc chưa ông có quay ông giật gì được
bây giờ chỉ cần một thằng ngăn đường. Gần tôi, gần tôi. Rồi rồi rồi, thằng lồn. Thằng lồn nó đứng đứng ở đâu nhìn á. Chờ chờ bên kia bên. Từ từ. Đốm tay từ từ từ. Đốm vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mấy thằng. Một thằng. Rồi, đừng 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 giết nó, đừng giết nó, đừng giết nó. Rủ đâm nhau, rủ đâm nhau, rủ đâm nhau. Đây, cho bạn máu này. Trời ơi. Công bằng chính đại. Đấy. Lột hết đồ ra này đấy. Công bằng chính đại. Đánh nhau nha. Cho nó bơm máu này, cho nó bơm máu này, cho nó bơm máu. Được quả bom ném xuống rồi nổ bắt đầu vô đấm rồi sao. Đó, có cái siêu mà. Tôi có cái siêu. Giờ, cầm giờ. Ai đánh trước đây? Ai đứa nào rồi, giữ đánh trước. À, đấm luôn rồi. Đó. Mày. Anh nó. Anh nó, đúng rồi Long ơi, lời một, lời một. Ây da. Ôi, rồi. Rồi, cho nó bơm máu, cho nó bơm máu, cho nó bơm máu. Cho nó bơm máu. Tôi nên dựng ông dạy ông ta. Anh nào đi. Thôi khỏi luôn ấy, khỏi luôn ấy, khỏi luôn ấy. Cho nó bơm máu rồi, cho nó bơm máu rồi, đánh vô tiếp. Rồi, rồi, xong rồi kìa, bơm xong rồi kìa. Yo, yo, yo. Yo. Ui da, ui da, ui da. Ui da. Được rồi, được, 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 lời, 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 phát nữa. Ui, đúng một đòn. Đòn vô bò đi, vô bò đi, vô bò đi, vô bò đi, vô bò đi. Vô bò trước, vô bò trước. Vô bò trước, vô bò trước. Tiêu đúng một đòn luôn, đúng rồi, tôi nói đấm đấm cục ngay cái khùng. Ờ, giờ đây, bài giờ. Nó bơm xong chưa? Rồi nó bơm xong chưa? Đấm luôn, nó kiếm ông rồi, đấm luôn đi, đấm luôn, đấm luôn. Úi da. Giữa người có dao, người không có dao, ai win. Thôi rồi. Rồi rồi rồi, tôi thấy ông bị đám hơi nhiều á. Cố lên Nguyên ơi. Ôi ôi. Chờ đám trước, chờ đám trước, chờ đám trước. Rồi. Chờ đám trước đi, mình xong. Rồi, rồi rồi rồi. Ui ui rồi. 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 Anh một phần 3 anh em ơi. Anh này đóng kinh quá. Long vượt, Long vượt kêu chờ đám trước, ông đấm ông Nguyên mất cục máu thua luôn. Chờ đám trước là phải né chứ. Mà thôi tôi chịu, hai ông không đấm lại nó thì tôi cũng chịu rồi. Ông nó đấm tôi trước mà, tôi là bị bất ngờ luôn, nó đấm tôi trước, tôi chấp nó máu mà. Người tù. Lúc tôi đấm nó tôi nghe cái cọc cái thùng nó kiểu ổng đấm nước nó chưa kịp đấm nó đập tôi xuống trước phát. Trời ơi. Anh công bằng, anh công bằng cho bạn. Công bằng, coi như giờ bạn có cơ hội vậy. Trời ơi, vui rồi. Top 1 chúng ta thiếu gì mà đánh vào đánh công bằng. Đúng. Và đây bắn nó thì easy quá. Không nó lộ xong thôi nó ngồi yên chỗ rồi rồi nó từ bỏ đó. Ừ, ở đây kia luôn à. Lâu, lâu 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 cho bạn có top 1 bạn nó khỏe. Ê, tao ăn được 3 thằng ở trên biển. Ê, thôi có gì cho bạn có hai like. Có, ông này không biết nhưng mà có một mình thằng nó nhá emo lúc mà trên biển có nghĩa là hàng luôn cái ao mẹ. Không hiểu. Không hiểu. Hàng kì quá, ở lại co nó đánh là vui rồi. Đâu ngờ được tiện thằng lô nó sinh tồn, lô nó là champion, may. Bên chỗ bàn mình đấm tay thua là hơi tục. Tôi đấm hơn nó mà chỉ điều do tôi chấp máu nó trước. Tôi chưa kịp quăng hết siêu nó đấm trước tôi một phát rồi. Tôi muốn em thắc mắc coi quả đấm của tôi quả nó đấm vào đâu mà sao để mày nó nghe tiếng chọt có phải tụi nằm. Thế lồn nào. Mày còn chơi lâu không? Tôi à, mày tự biết. Mày hết shot này làm tí RAM đi. Ok. Chắc tôi 3 giờ lắm, 3 giờ 3 rưỡi lắm. Chắc 3 rưỡi đi. Tính ra đợt này EN Gen 3 nó mở em membership nha nó chứ. Sáng mai là bắt đầu mở em membership rồi nè. Vậy à. Được đón chào thế. Đợt này nhanh. Nhưng mà ship là như được bao nhiêu ta? 200 ngàn. Được đăng ký cho lên là được đem đăng ký mình ship rồi. Lúc 7 đúng không? 200 ngàn lúc 7. Lúc 700 ngàn đúng không? 100. 1 triệu lúc 7. Chúng ta
con nút tỉ, con nút ruby. Mà được cái đợt này tôi ngồi được coi có 2-3 cuốn mà thấy chỉ trí vậy là đợt này khá vui, đội hình cũng khá đồng đều. Không biết ông Long có chơi Left 4 Dead không chứ có coi chơi. Nếu ông chơi ông sẽ biết 2-3 cuốn thực sự đánh tâu hề, nó đúng kiểu chó căn nhà luôn á, ông đang được mẹ hơn mọi căn nhà đâu. Thế bữa thế chơi cầm chỗ lơ, cầm kiếm hay cũng đúng, cầm chỗ lơ khó bắt. Ồ mấy game văn vèo nó vẫn support thêm em, đâu lo nữa. Ồ, kiểu trong đó thì zombie với nhau thì cũng chả sợ chết đâu. Tôi vẫn buồn cười là trong mình cả team mấy ba thì đang chơi hạt. Map 1 nó nguyên, nhớ map 1 nguyên. Map 1 của mình là đấu má phải đi lượm mấy bình xăng để mà đổ vào xe để mới chạy được đúng không? Cả team chơi hạt đúng mà đi lấy xăng bỡ lồn, hai bà này đứng bảo vệ cái xe. Tại đây what the fuck, cái xe đó cũng có máu mà. Ừ cái xe là mất máu đâu, có hai bà mất máu rồi. Tại đây ôi thực sự tôi ngồi đứng coi luôn ấy, đây mà cảm giác new way không cần biết bởi lót chưa thấy hay mà tôi thấy cả đang chạy rồi xong tự nhiên thấy in memory hai con chó ngồi tôi coi view hai bà kia ôi chết mẹ là bà hai bà bị lâu đầu đi đâu rồi nè. Cảm ơn mọi người, go win. Hai bạn win. Rồi đó. Ủa. Là win thế nào được khi hai bạn đang ngồi ngoài này đó. Đúng luôn. In memory off luôn. Ủa mẹ. Tôi ngồi coi tôi thấy mà. Đẹp ai lên. Kiểu đây mà cảm giác mà tôi ngồi được con newbie. Thế gì? Quan ngồi được con nhỉ trí lắm. Bicho thì theo kiểu gặp ai chiếm nó không còn biết được cho đồng đội, nhưng mà hai anh cún thì tốc hề. Em mà cá bắn, game cá bắn đồng đội mà quên. Đó, mà chơi nguyên quả lửa với chỗ bắn Indesa đang nằm luôn, không hiểu hết. Đồng đội nắp chơi quả lửa vô, thấy zombie đâu có chơi quả lửa vô, vã luôn. Thật chứ. Chúng ta cũng làm trò đó nhiều, tôi cũng chả chắc mấy. Kiểu đèn chạy á, xong là có người bị nóc ở sau á. Lửa nè, có thằng đang nóc. Nghe tiếng chửi liền. Được rồi, cái gì xa bây giờ? Ủa, cái súng mất mấy rồi. Wait, where is my gun? Nãy tôi với bên Nguyên bị scam mất cái súng gun đó. Wait, where is my gun? Từ, có cái nào cái súng này mà lỏng trong mấy cái hoa này không? Hey, bro, where is my gun? Rồi, đi lại cho hai. Nó cho đạn nó cho súng thật kỳ đủ quá. Đúng không? Mới bị đâu á. What the fuck? Scam rồi. Scam cái súng chết rồi. Lại tôi sạch đường nôn. Ai giờ cũng bị scam thôi. Má thấy nó cho hai băng đạn energy. Đồ ngon. Coi thử cái gì. Đeo ra cái gì kìa. Ông chơi công kia hiện để tôi đang bắn cái Nemesis luôn. Tôi đang cầm Nemesis trên người luôn. Cái này nếu xài được. Tôi đang có băng đạn tím không xài mấy này. Ủa thôi. Này tôi có cái này mới xích thường này. Má ở đây lại không có máy rắc xuống quá. Phải chạy đi kiếm rồi. Đấy có cái tiêu chuẩn stock của Hakken level 2 đó. Chắc chạy qua Garden nhờ. Nãy giờ quên có đầu Stabilize tôi xin nhá. Ok. Lâu không bắn mấy cái này quên mất. Chào luôn. Có. Đó. Tôi bắn là 99 nên không dùng. Là qua Garden lên em ơi. Mong là này qua không bắn đạn trên đường bay nữa. Ừ. Cầu chúa phù hộ. Medkit, hai cái medkit. Vitor Jet on.
Trận này tôi sniper có những em công công từ từ. Ok. Công công nhiều quá, nhiều khi tôi bắn không có góc bắn tôi không chạy kịp. Ok. Cái gì tôi tạm cổng trong cho sau cũng được. Này có thằng mờ rồi nha. Ơi. Nó mới loot bọn nhà này xong, nó đi qua kia rồi. Nè, thấy tốt. Đi rồi. Vâng. Team nó có ra mình thì phải. Cái dáng chạy nhìn khá đặc trưng. Rồi thôi, kiếm điểm rồi rắc rồi. Ủa. Cái ra bắt đủ điểm để ráp luôn. Giống của ông ấy nhỉ. Không như cái R3 không một giống của ông lắm. Không như cái này tím mà đúng không? Cái vàng mà đúng không? Không, cái đó luôn á, cái skin đó luôn á. Ủa, skin tím hả? Skin. Đủ, có luôn à? Cái tôi đeo đấy nhờ? Không, ông mua á, ông... À. Đấy, ông mua á, mua đập ra. Mua kiểu gì? Ủa, ông biết cửa hàng đó à? Không, cái cửa hàng là để khi mà ông đập cái này sẽ cho điểm ông á. Nó đang bán cái skin lớp 3, skin kia là 3.1 luôn. Mà tôi cũng có nè. Sao mình có móc khóa đó? Có mà. Lát ra chỉ, chưa mua. Bây giờ cái câu chuyện thứ hai của tôi là giờ tôi thiếu 5 điểm để ráp cái ba lô. Đúng mày. Đúng gì? Mà 70 điểm mới đeo tin được. Ê, thiệt sự. À, cái đồ cũng chưa có. Biết tụi nó chạy hướng nào. Lút xong hết con này rồi. Có một người quần lút sạch chứ ta. Ba lô xanh không lấy thì đá này ba lô tím. Mấy thấy trong máy grab nó có ba lô luôn. Có ba lô rồi. Từ tôi có cái đuôi tím này, hai con. Tôi lấy nguyên này. Súng nguyên lắm, nó dệt hơn mà, nguyên á. Ok, thành tôi rồi bằng một đuôi xanh cũng xài được. À, vào ổ đĩ thôi. À, quay đi quay lại, lúc nay chúng ta chọn đi ngang mấy nhà lô thôi. Phải đi qua chỗ này hết. Má ơi, hài điện quá. Ê, các thằng nhìn tôi. Các thằng nhìn tôi. Gần, gần. Đó, cái đám tụi mới nói này, cái đám tụi mới nói này. Nó đó. Cơ bắt bằng nó lo. Đi ra bệnh nữa. Xa. Ừ, có red nữa, nó mới mở cổng vô ra sau rồi, Nó mở cổng nó vô bên trên rồi. Đi rồi. Để cẩn thận. Tiếng nó thật thà nhỉ. Nhìn xong không bán. Tiêu đồ để ông Nguyên báo nó đã có người nhìn lại chứng tỏ là nó nhìn. Ê. Nó có tiêu. Ừ, vậy à? Mấy lần nó có tiêu chứ nó chạy ra hả? Chạy bạn. Tôi dạy luôn là bạn. Đụng quá, vừa biết ứng dụng. Anh tiêu đi ra mình bằng cái tiêu nó chạy. Nó chừng nào tôi chịu à. Cái bom lại. Không, mà lỡ trường hợp đang chạy nó chừng mà bị bắn chừng ra sau sao ta? Nó tính là bọn nó đu ra ngoài bo à. Tính đơn kim bằng nào bo đấy. Kiểu gì tụi nó chạy 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 vào đây nha. Ừ. Em bỏ đi hướng khác mà. Tôi tưởng là nhảy xuống nó bán luôn chứ. Thằng nó đi luôn rồi. Nó đi qua hướng bên phải bên này. À, đây. Ok. Rồi chắc là bỏ trước luôn rồi. Rồi bỏ trước luôn. Bên đây là đường này. Đứng đây nhai tụi này mất thời gian. Ok. Có thằng này ráp đồ. Ôi. Gần không? Gần đây đó.
chạy vô ba đi, chạy ngược lại. Này đi ra ngoài chạy ba. Tỏ cổng cho nhanh. Ồ, chạy ngược lại đó. Chết mẹ rồi, nhanh. Sau lưng mình có người. Ok. Mọi chuyện đi theo được cái cổng, đi theo cổng. Không cần đâu. Ờ, bỏ đi. Cái team kia nhìn sau lưng mình á. Ok. Cái team nữa sau lưng mình á. Cái team đang nhìn đâu bọn những cầu á. Ok, nhìn vô chút rồi. Mấy ông tôi vừa thấy nghe tiếng mấy ông. Đi nhầm. Vào nhà nè. Nghe tiếng mấy ông báo trước mặt xong tôi nghe tiếng có thằng lùn nó đu dây từ sau lưng mình là như bọn Raven nãy á. Đây gần cá. Okay. Có cái chân trong nhà. Nhà có. Ok. Rồi. Coi chừng sau lưng nha, đổi vị trí đi, Thầy xấu vậy. Cứ chạy vô thôi. Muốn bay vào chỗ khác không? Ô cái này súng tính vậy. Tôi ngoài đâu mà, Nó có thằng này chạy xuống. Tôi thấy hai thằng bên phải, Okay. Nó có lại lại nha, có thích lại bên đó. Bé bên trái đi với nhau nữa à, bắn được mấy bạn. Ủa ông ơi, như có con lô ba nha. Con lô ba luôn nha. Ok. Tôi thấy đồ đạn gì đang bay trên trời lơ lửng. Từ cái ông nghi đúng không? Cạnh tụi trái nha. Đúng rồi, không bọn bên phải, bọn bên phải là lô ba. Ok, gì đây. Vừa lai lai vừa lô ba. Mình nhìn thôi, chân mặt tôi có thứ lốn lơ lửng. Ồ, đồ má đi không khác, đứng đây không ăn đạn. Ê. Giáp tím, thằng đó giáp tím rồi, không phải giáp tím. Trong đây có hồng vàng. Đã tới được rồi chắc. Dạ. Nó tiến evac ở sau lưng mình. Chỗ thính thính này nè. Chỗ cái vali vàng. Tiến evac sau. Vãi lùm. Má tôi đứng sổ kính nó bắn cái kính luôn kìa. Mấy lùm cắt ác. Bay. Ê nó bay, nó bay. Sau lưng. Sau lưng. Kìa, ở ngoài. Muốn bỏ đúng, Con Valkyrie, một con Valkyrie. Không, đây thằng thứ hai, Cái lớp trong đây cũng được. Hơi căng tí nha. Tụi ta máy trong đây cũng hơi ghê. Đây nè, nó đây. Chấp đỏ. Cái hướng bò là hướng bên trái có người đấy chứ. Nó bên ngoài đang bị bên kia bên kia bắn. Nó chạy vòng vô. Ở đây cũng ngoài bò. Cái tường Watson nữa. Đủ dày.
Tôi này đu dây, đu dây, đu dây. Nó tập trung vào phải bắn rồi. Cầm này chắc đuổi nhắm được. Bắn nhau phía ngoài nha. Chỗ tôi hôi trong bo nè. Bộ hồi sinh. Cái ung tiêu con Revenant, có ung tiêu Revenant tôi vừa nghe kế bên tôi. Ở đâu bên bức tường này sao á. Này có mình đẹp à. Có thằng nào gần tôi lắm rồi. Dạ ở đây thì chỗ này không có. Này đứng nghĩa được nè. Cái này nó đứng được. Có chừng ngăn đạn nhờ. Để tôi né qua bên. Má, sợ nhất là biết giờ sợ nhất là gì không? Đang đứng nghĩ từ sau lưng có đứa chọc. Có thằng nào đó bây giờ nghe bắt đầu luôn. Bây giờ con tiêu lông bay, tiêu bay lý thích này. Một mấy cục bảy này lúc nãy là của ông đúng không? Cục bảy trên map của tôi. Không, ông thấy trên map của tôi á. Chứ khổ lực là không thấy rồi đâu. Khi sợ lắng đó. Không tiếc giờ được nè. Ờ, có tiền bay chứ bạn. Bà còn mình. À không. Nó không biết vị trí đâu, nó biết vị trí đâu. Ok. Cái chỗ mình tí nữa chỉ có đúng một đường ở ra, đường này chứ còn đường nào nữa. Chính xác. Ơi nó ném nó chở đồ vô. Nhìn cái đầu. Ê, có tới chân sau cái tường. Đây đây. Kìa, kìa. Sau cái hòm nha, nó đứng sau cái hòm á. Sau cái hòm luôn hả? Ừ, nó đang đứng đúng không? Chắc chưa? Tôi chở bò, tôi chở bò lửa vô này. Chắc nó đang đứng trên đó. Nice, đi. Ô đằng sau phải luôn cũng bên này nữa, bên này nữa. Bên này nữa hả? Đâu. Chịu. Không đi nguyên ơi. Xong được rồi. Không đi nguyên ơi. Thằng Valkyrie này đứng trên đó. Chịu rồi, Valkyrie nó bay vô nữa. Hai thằng đứng như này nó nhìn nó rồi. Chắc đi. Chế thằng kia lâu quá. Ha ha đồ, đang nhìn cái này. Rồi nó cũng lên được không à? Không, nó chỉ chèo lên là nó chỉ chèo tới cái tường thôi. Nó chỉ chèo tới cái tường thôi. Mà thằng đi vào cái đi nó bay được cho nên nó đứng sau lưng luôn. Ừ. Ảo thực sự. Ờ. Không ngờ. Chỉ ai giảm cái một đống chỗ hôm qua mà qua chỗ mình anh vậy mới hay chứ. Tôi đang thắc mắc là tại sao con lồn lô ba chưa qua chỗ mình. Ờ, rồi mà chú được hay thì chứ đó là nguyên nhân đó mà nguyên nhân của mọi chuyện đó là một bọn lý do gián tiếp đã mình bị phát hiện vị trí. Ừ. Okay.
Tôi chắc chơi 2 trận rồi nghỉ. Ok. Cái game Donkey Kong là 2 người chơi được đúng không? Donkey Kong nè, quên. Cặp chó sắp chơi, 3 giờ chơi. À. Nét, thế mấy bá người như 2 bá đều có khả năng chơi á. Giờ có một số game mà đứa nhỏ nhất sẽ đứa chơi, đứa lớn hỗ trợ tình huống rồi. Thôi rồi. Còn kia còn đánh Seraphine thì đúng là nhân xã tứ nô á. Gì vậy anh em? Trong mặt nó phát double kill rồi. Không thể cho làm. Thôi sao mà nó đẹp chưa được kia nào. Theo bạn chơi đá này nào. Tình tưởng với thằng này được. Yeah, fuck you. God.
ra nữa. Mất khủng. Trời ơi, ông đi vào bộ, ông tung trực kia, ông tung trực kia thì hỏng mẹ rồi. Chỗ còn đi chỗ nằm bụi nữa giờ, đi mà đi gì chỗ nằm bụi không? Hay, con Neko để có bóng trong bụi xong nó đứng bên về, cái bóng đứng bên trong bụi. Biến lâm bò này nó mất hấp dẫn. Lột ra đây nó quyết tâm nó bắn tôi, đéo bắn ai hết. Là bạn đứng nhảy, đi bên đứng nhảy. Trời ơi. Chọi đá cho mình chỉ kêu lộ. À, nó lộ mẹ rồi đúng không? Nó xài rồi. Nó chết con mẹ luôn rồi ông ơi. Tự nhiên mới tới kiếm chết điệp. Má má tự nhiên mới chịu được. Chịu rồi ôi văn luôn đi chú mẹ mới kịp cổ tiếp tới. Chịu luôn á chết. Rồi nó không có tiếng giật kìa. Chết mới xui. Đào thế nhỉ. Chết mẹ. Đó. Mì lắm, lột. Yeah. Trước sau khả năng anh thì kêu nó cao lắm, nó từ từ. Nó đứng trước con chỉ kêu trước nó búp nó sau đẹp lách căng lồm vậy cái lồm vậy cái lồm vậy anh đi ta năm lên tại sao không lên ta năm lên ngồi trên cái tường như cứt vậy ai đi tìm hơn người đéo lên cũng lên chuyên gia đã trốn vào bụi quy ra ngoài. Yeah. Ủa, chúng mình cái đó luôn. Tía tóc hành đi tóc hành. Còn đắp luôn mà. Một chấm.
học xong. Hay lắm anh. Mình quên rồi nha. Thôi mấy cái đứa chơi mà đấy kia như đu qua đứa trước này mà. Thằng xe gia nó muốn nhảy qua cho thằng kia che mà kia. Trời ơi. Trời ép trăm bội. Kìa cái bội về. Trời ơi không tới. Ô đù. Cái bóc kìa. Cảm thấy còn gì đó. Tìm hai con đây, hai con nữa, con một con nhận quẹp, một con bắn. Ôi ơi, thằng đấy xe dai đứng nhận quẹp, bên kia đứng bắn. Ôi, em buồn. Hơi đau. Đỡ, xe dai nó xếp lực, nó sẽ bị khổ. Nga, ông đó được thoát ra. Bãi trước tìm whoop. Ông nghĩ ông đừng bỏ họ cái đòn nữa đâu, ông quên đi. Sao dừng sớm đi đồ mà giờ mới dừng. Luôn. Thế con kèm con cũng đẹp tim mình rồi. Vợ đang bán nha. Ông có dạng kia, ông có dạng kia. Ôi. Chia vậy đủ rồi, chia vậy đủ rồi. Nào bạn. Ai bắn gờ đây, ai bắn gờ đây. Ủa, bắn gì? Chết rồi. Mày sợ đó. Không cảnh như con gì. Có đứa mới ra mà đúng không? Ừ, thằng là con đi mẹ rồi. Trời. Nỗ lực hả? Úi dồi ôi, hên thế. Trời nào ông ơi. Đây, đây, đây. Đó, nó rõ luôn. Úi, phải là luôn kia bên tôi ông ơi. Ông ơi, thằng kia bên ông ơi. Một viên. Không được, không tới. Rimbo. Bò ông ơi. Để đứng bắn vỏ qua đo đấm mình nếu hiểu. Bạn ơi làm gì đi bạn ơi. Mình không dám đứng trước mặt gì đâu. Sao này bật rồi. Trời. Ai không ơi. Theo ngờ được. Đúng rồi, mấy bạn sao ngờ được. Ông má tưởng anh đến nơi, thấy có W trên đầu sao ngờ được. Rồi rồi nữa nha. Tại tôi nghi quá vậy. Tôi nghi quá vậy. Chết hàng đó, chết hàng đó. Đang chờ lấy. Trời ơi. Lăng lăng. Tôi đang đứng tăng trụ rồi. Thôi chết rồi. Chết rồi. Mẹ con lồn gì nó tóc biến chém mình luôn. Căng sức. Ôi ôi. Biến này play cái đồ chém mình. Dạ hay không ạ. Nhân bản ạ. Ủa nó có rõ. Thì mình tại lý do nó không biết dùng cái E để play con vơ nhảy vào. Rồi cũng dính. Đánh gần đây. Rồi. Bảy rồi. Ôi rồi ôi. Căng thế.
lên kia đúng tí rồi. Lên kia đúng con tí rồi, thằng lồ chơi nguyên cái rờ luôn. Thằng dây che phải cứu tôi. Tép yếu. Thằng dây thằng cút luôn. Trong hai một tí nữa thì thằng cút luôn, tự nhiên nó đang đánh nguyên hố qua chiếm tôi. Mày. Ừ, dễ hiểu luôn. Xâm hai tôi cũng không xong. Má mà chỉ ra chủ bột nó nữa, nó mới lên xe. Rồi giờ lại đi. Thấy được á, thấy được á. Lộn gì vậy? Cầm cờ đi mượn. Thủy ra đi bạn, lấn. Ủa rồi đi ai mượn. Hay luôn. Ôi. Ờ. Ôi, thôi. Chạy mời, chạy trước nha, chạy trước. đúng rồi. Alo, cúp lưới cho ông, chồng ông đứng có nập đạn hồi hết mấy đắp liền của mình, ông đứng nập đạn tiếp. Rồi, nên chịu rồi. Cái nít. Đúng rồi. Đó nhiều lắm. Đi không? Không có con lồn kia mà cho nhắm ra là chọn. Còn lùm rumbo nó mới mạnh, lùm rumbo 20 sát mạnh lắm. Không để cho chứ con AD không phải vấn đề chứng đâu, rumbo nó mới mạnh. Nó rời chút một phát thôi. Chứ tìm cách thấy cái rời nó ăn, cái rời nó đi. Chỉ nó chưa có đại bác à, à lên full AB luôn rồi. À này bỗng rớt rồi. Cay nhỉ. Gia hót cái này không? Để tụi bỏ combat luôn. Hãy chờ nè, lính mình nha. Nó bắn chết luôn. Gì? Anh đi không? Chơi nào. Ôi luôn. Hay. Ôi từ từ, thằng lô nó mạnh lắm. Đánh từ từ thôi, đánh chết hai thằng. Lột bắn chết đi thép luôn. Nó đợi ra hồi. Bây giờ nó xấy rồi, chết được hai đứa. Chết được rồi, chết được rồi. Khéo tí nha, đừng đợi lắm. Bỏ lùn tôi vào bước chung, nó rồi phải nó đi hai đứa. Lấy tầm nhìn để cho Kira lấy tầm nhìn cho. Kira. Thôi đánh tôi. Thế là chuyện đánh Talia sao không bỏ. Vãi lồn nó rỉa chừng này cho tí combat sao chơi vậy. Rồi. Còn thằng lồn kia. Xe dao nhấp bắn. Bảo mấy kìa. Mà xe dao hiểu lý do xe 311 chưa. Xe dao non. Rồi. Nó giật về chỗ cũ luôn. Yeah. Vô nhà luôn. Mày. Rồi, lên. Gọn lên đi. Đồ đúng bồ lách cạnh thế. Có ai gì bạn đâu đi. Muốn như thế ai cạnh thế đi. Tự nó rờ phải cho nó đi. Nó góc mày ông bắn luôn. Ui trời sao. Thôi xì. Con đứa nào đi cổng nó vậy. Mẹ con quên con lùa đứng kế bên là sao đi cổng nó vậy. À, dũng cảm vậy. Trời ơi. Không
rồi, con đi Neko nó ném xong chạy mẹ đâu nó ơi, tôi đéo nó đéo lên đánh ông ơi. Để tới. Quy vào grab nó vẫn làm được của tôi mà, tùy vào xuống grab nó vẫn làm được cho tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi vòng, tôi có thể đồng hồ. Chờ con lồ này chiến chiến con mẹ mày. Nào tôi có bật rờ cái này nha, tôi bật rờ là để đồng hồ rồi. Tôi ăn câu gì, tôi ăn câu gì của tôi. Thấy gì không? Nhìn ven, nhìn ven, nhìn ven. Mẹ, còn có chấm máu nó không chơi cái đờ vào đầu lồn vào lồn này. Chắc tin được luôn, đủ vậy. Bên dưới, bên dưới. Chúng quên, chúng quên. Nice. Cái này đứng xong thì chết. Tôi vừa chết luôn, tôi vừa chết luôn. Em có dây chậu ai? Chiếm ông á. Ờ ông lên chiếm đi. Ờ ông chiếm giờ nó. Tôi tưởng phải đó, nó quỳ chứ không gì chứ. Không, nó quỳ lính. Rõ ràng là không thấy nó quỳ lính. Tại tôi thấy nó quỳ lính xong nó có một đòn nãy không. Tôi tưởng giết ông rồi. Nó biết đòn đánh nó đẩy được thôi chứ. Nó quỳ vị trí nào đó, đơn vị đó không. Có là đó. Đang đứng đi đâm bộ, đang đứng đợi rờ nè. Rồi đấy, đâm bộ đang đứng đợi rờ này. Rồi trốn rồi. Đi tự đâu một cách không kịp, còn nhập thằng đâm bộ trên đây. Ui dồi, vẫn lộn tăng lộn đi. Khiếp lắm, khiếp lắm, khiếp lắm. Má, tốt quên quỳ, đéo chung một cái lộn nào. Bắn một crab không ơi, tôi đéo đang bắn crab không ơi. Chắc là bỏ ra kịp đó nha. Thằng dây ra kịp, thằng dây ra kịp. Cứ để crab trước, đỡ đỡ mưa nào luôn. Hất về cho tao bắn, con hất ra nữa. Rồi, rồi ra. Thôi về bạn ơi, đừng. Con không chết mẹ luôn đi. Mày đi chứ đủ. Dạ, đi bay đâu rồi? Ôi ha. Thôi thôi chịu. Từ lúc này tôi không dám. Bài xanh rồi, chịu rồi. Bài xanh là chịu rồi. Tôi không bị thấy chứ, tôi không bị thấy. Ok. Rồi. Chừng nha. Ok, tôi có rờ được. Nó biết ông đó đâu. Bắn lốt. Gì Thôi sao thằng gì đứng chỗ tôi rồi. Chết con một, chết một AD rồi. Đã địt. Trời ơi. Quá
Talajara, Talajara, không sao. Tôi lấy đi Talajara thôi. Đúng hơn cái game này không ai tăng. Thì cái hai con AD. Ui rồi. Kia tung cho kiểu. Cái này kiểu lẹ bình nó lát thôi. Yeah, kêu lên bắt bắt chiêu 36 nó bắt được á. Ui trời. Nó đây này, nó đây này. Ai chết 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 thằng. Vượt trên vượt trên. Thằng robot rồi chưa, robot rồi chưa. Mày, mày chạy đi đâu? Ôi ơi, tại sao vậy? Thực sự nếu tin là con Zaya muốn lên phái công ty của ông không kiểu ủa là tính lấy cái lỗi nó phá lên lấy cái xác cái lên nó phá lên lấy nhà lính bắn máu và lấy cho mất công con gái mẹ rồi giờ thì chết luôn được lấy nhà lính đi lấy tôi xong giờ giờ không đủ được không có tiền mua đồ này có vô không. Rồi bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha. Ồ phải chết mà. Anh em về đi chứ. Hay giờ tụi có giấc máu. Đừng có đứng đó mà chọc nó. Đi đường bộ nó hồi rờ một cái một tình cầu nguyện của nó con mẹ. Có cái này rồi đấy. Nó có pha lê rồi đấy. Dính là làm chậm mà còn thêm đam đấy. Kéo là từ từ lên chứ không có đánh gần gần nhà với gốc. Kéo này đường bộ rồi, bộ rồi nhỏ rồi. Rồi. Đầu. Ây da, ây da, ây da. Trong đây cho mũi, cho mũi, cho mũi, cho mũi, cho mũi. Đây, 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 tung thêm mũi. Không biết ngay mà. Rồi, còn hai bạn xử lý đi. Nó hết rồi. Rồi hai bạn đi Golden Ball đấy, đấy, của hai bạn tết. Nó đéo xoáy nhà nó xoáy ở trên nữa. Không phải xoáy chết 2 không chết 1. Cái này làm sao đủ đam sốc mình thế. Rồi 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 đây rồi. Thằng lô này chọn lấy máu rồi. Ông lô kia cũng đi nhanh vô vô trong cái dạng vô luôn. Đéo hiểu. Mẹ mẹ gì căng. Mày lượng không lượng con lính nào nó bình thường thế được không? Ôi. Ăn được rồi. Đây là gì? Lần thứ hai rồi đó. Đây là lần thứ hai rồi đó. Ôi. Chịu không? Chịu. Ở nhà. Ở
chơi thế nữa chịu vậy mà. Một mình đằng lồn kia tự rờ xong tự cản chính mình đéo chưa qua được. Chết mẹ rồi, lại không có tướng đánh. Thoải mái thôi, đờ chiều, chiều. Ông hồ vô chữ cả tim, thoải mái thôi. Cực luôn à. Không thật á. Ờ. Có thể là con cái sai tôi không che, cần che mà riêng đĩ về tôi che tôi cực luôn.
xuất xảy ra chắc lực rồi. Sát thương đã giảm bớt rồi nha. Cao thủ. Em một nguồn thông tin tôi vừa thấy từ biểu cảm của nó, biểu cảm nó cao thủ nhá. Thoải mái thôi. Cứu được nó không bạn? Để xe cây xa sắp đi. Mới chứ anh em biết là trường hợp xấu nhất tôi mới che W cây sao nha. Tôi ưu tiên để trong ven. Ôi anh bạn chạy lên hết mà ba thằng giặt ta né ra đây. Tâm lý chết. Địch thờ lớn này. Mà chụp bộ đem đúng, đúng đấm rồi. Điện bộ xung quanh đó. Tôi đứng tôi hứng vậy mà mấy ông không phục tôi miếng nam nữa vậy. Bị mua ra cái chết. ADC Maker là gì không? Maker là gì? Ý bè là cái gì? Maker vậy? Tôi biết Maker. Mà Maker. Maker là gì? Cụm từ là ta. Maker là hiểu chứ Maker. Mà chỉ chơi game tôi làm gì đâu nghe cụm từ chuyên nghiệp thế này. Mà đi lên phát nguyên nam đứng xả hết cho kêu đầu mình. Được rồi. Thế thì tôi bớt được một mẹ. Ngày nãy ông bớt được một mẹ. Đồng cọc tuyết rồi nó nhảy vừa giờ tôi. Ông kêu đem chung à? Ừ. Ông mà đi bè. Má đang thu người đang đánh nhau ông luôn đi. Mất cái rờ lên. ADC Maker, đúng rồi tôi có biết thằng đồ nó. Bị chửi. Một đòn nữa. Ừ mày quay lại mà đấm tao là mày sai lầm nữa con nè.
flash đi. Chắc phải giữ con flash. Nó giờ 3 thương binh. Một cái skill nhẹ thôi. Đừng chết. Trời ơi. Không chọn mình, không chọn mình. À ổn nhất rồi. Bắt sai đúng lúc. Rồi thôi, rồi luôn rồi. Ra cách rồi. Đâu? Mình quá lột một mốc. Chấm máu luôn mà. Vừa rướng bắn con mày lại chết luôn mà. Mày chết rồi. Somehow tôi lách cái thằng gì sử dụng anh liền. Rồi mấy pha gì kiểu đó. Nếu như nó không lướt gây hay là nó sống. Tóc biến nó chết rồi. Thôi ông ơi. Thế... Rồi đứng ngay sau lưng ông rồi. Trời ơi, vẫn ráng giết tôi cho được mà. Tôi đã mê tôi rồi. Ờ, đéo che được kìa. Ê, cái e. Chỗ lên em ơi. Ờ, tôi đứng kế bên cái chung mà tầm tôi không bói tới. Ủa, thằng kia bay mau rồi hả? Thằng kia bay mau rồi hả? Chết phải bể đồ. Mua được cái gì mà có món giờ đang kiếm giáp máu nó chắc được tăng được. Chỉ kêu giật rep ấm ơi. Mình sẽ kêu tên nhập rep ơi.
ông Long á. Trường hợp xấu mới không ra được, ông Long vẫn đứng câu rượu với skill nhập rượu. Ông bút bát hơi nhiều đấy. Ồ má. Đấy một cái thanh tẩy giờ mất công ty. Ông đi grab luôn. Để có tầm nhìn đâu, tự né nha. Sao chẳng được một đoạn video đi sau nữa. Ra chắc chắn tới bạn ơi. Quá, ông kia. Ui ui. Chờ kia ra. Giải cứu nó kìa, ra giải cứu nó kìa. Chết mẹ rồi ông ơi, tôi đã đập lên người đó được ông ơi. Ủa, tập biệt. Trời ơi. Trời ơi. Anh quá. Trời ơi, ông thật đi lên con quên thì chịu ông luôn á. Anh quay phát đi đúng một đường nhảy tới thế này kia, thằng lồn lắc con quên, nếu hiểu. Tin được, tôi đi đứng một đường, tôi đẩy thẳng mặt nó, ông lồ nó đứng lách phần bê cho mình chỉ kêu chết. No comment. Không. Chứ không phải giữ máu tôi cũng tăng được thôi, có cái E tôi mới chê đâu, tôi mình máu. Chắc là đây rồi. Ông Nguyên chủ nó ném chắc nữa. Đi dắt hay ưu tiên đúng rồi đây nhẹ vào, không nhẹ với tôi rồi. Yeah. Cả hai ông đánh mà sao nhìn dắt thấy. Cái gì vậy anh cha? Vẫn thấp bên kia thằng lồ nó lên đồ. À nó cứ lên di chuyển hồi máu luôn rồi. Giữ máu tí đợi cơ kìa là chúng tổn máu á. Em bộ nhé. Bộ á, bộ trên này nè. Thằng lùi hả? Tôi biết ngay sao không? Chắc trong bộ nữa nha. Trên chắc có nó rồi. Tưởng pha này không chê nữa chứ. Bắt đầu dẫn đầu rồi luôn. Đừng quay lại bạn ơi, đừng. Mới thực sự tụi này muốn lấy mạng tôi như vậy á. Tôi cần ngôn người chết. Quan trọng với 1, 2, 3 ông đi chung tôi rồi thấy lồn nè. Thì ông Nguyên thế nào mà ép trụ được đây. Ông nhắc có bỏ trụ đánh được không? Nó mơ, bỏ đi ông ơi. Bọn có tốn chi kêu ulti gì không mà mấy ông chết ảo vậy? Phải xa ulti gì vậy? Phải xa thôi á. Chắc không tiếp
khách ở nhà lĩnh luôn. Và nó nhạy cảm mà. Còn bắn cầu cầu làm cái gì không biết, còn ai đâu. Tham Minh quẹt ra mà, quẹt chưa ra đã bắn. Tôi thì có giáp máu với mấy đứa này thì không. Vừa không ấy. Cho cái xe đi trước này. Cái gì vậy? Mình kề chiến đầu tuyết hả? Sao nó rờ đường, không phải dính kia đúng không? Đánh đứng sau tập trung nhìn chị kêu. Em tung mà quên nhìn chị kêu mặt không á. Đứng sau để ông W mặt không không vậy? Không á. Kiểu là dây xây ra đét được. Thấy chị kêu tí chứ mất công, ông ham tung chị kêu rẹp xong ông đẩy có chị kêu mặt ông. Mà thằng lùi kia nhanh thế. Gần giúp nó mà. Vừa ra phát mắt luôn. À nhưng mà lên được, vừa lên được. Mà đứng sau lưng bố mày, bố mày mới chia được cho mày luôn má. Mày tôi chia nhiều lắm rồi mọi người ơi. Con quay xa sắp có flash, con quay xa sắp có flash. Giúp mày. Mày bay nhảy giúp máu vừa mà hồi để nó lên nó y nguyên sinh để cho thằng kia về không có rồi giờ xì để máu nó thôi. Nó yếu máu mà không thì cách đánh đúng sau rồi. Tôi giờ có dắt máu rồi. Nó về tay. Cắt. Lộn đi vậy bro. Thoải mái thôi. Không nói. Thà mà đứng sau lưng ta có phải tốt hơn không? Cái xa sau lưng, cái xa sau lưng, cái xa sau lưng. Ven, có con ven sau lưng ông con ơi. Ừ, gì nữa, cả xa nó có sau lưng phát triệu ta. Đàn ca nó dùng cách cái kia cách là nhẹ hơn. Thì cũng yếu máu quá nó mở luôn. Thì sẽ yếu quá nữa, pha này không yếu quá thảm chết mẹ luôn, pha này không sao. Chắc nó phí quá tốt biến. Mấy nó liêu, nhảy con mẹo cho tôi đỡ được. Cứ ham đi ra nho nho chỗ khác. Xuyên mở tường tôi cả. Alo, nó vừa phải đánh xuyên mở tường của tôi cả. Alo. Yêu mau đứng sau lưng nha. Đừng có đứng lắc 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 làm đạn. Đừng có á. Người xe đứng bên này. Mày có đây đứng đi qua đây hả? Qua đây đứng. Phòng ba đây, phòng ba đây. Mua bắt không ăn được đâu, bắt phòng ba đây. Chắc là giống gì? Pha này. Cố dẫn nhé. Pha này tôi lên nguy sinh. Giữ máu, xài hết. Khi chết kiểu dũng có đứa lao vào ông. Xài hết skill bằng lồn đó.
Để xây bắp rồi. Em lắp thằng Rakan mở tốt á. Chỉ mới có bốn Rakan phải mở thôi, nhắc mọi chứ không có Rakan nó nhắc đâu mà. Order, bắt con Jack đi. Con Vay nó bật con Tia hay con Lô à, Tia. Tôi có giáp máu gì vậy? Hai vấn đề đứng tăng thôi. Để có đợi nó mở thì do thôi. Để con Rakan. Bắt lại. Biến rồi. Đây, kéo đẹp lắm. Máu luôn. Để tôi đứng riêng ra, qua đường đứng cho tôi xuống phía này. À, đó đó. Vậy nó mới bắt ai chứ? Nếu mà cái sơn này. Tôi tăng quá nhanh rồi. Bắt Jack rồi, bắt Jack rồi. Không kể bắt Jack rồi. Tôi chết rồi. Chờ Jack ra, chờ Jack. Má con này nó giết mình xong cái mặt này lụng bình thế hả? Địt, ăn cái bóng á. Phải nhà được không? Phải nhà được không? Phải nhà được không? Còn nông nguyên là còn đem ra cắn rồi. Rồi được được rồi thôi, phải nhà đi, phải nhà đi, phải nhà còn mình nói nhau rồi chụp bắn tục rồi biết tu ma vãi luôn, tôi ngồi trong kem mà tôi thở vãi luôn luôn. Thì còn chỉ có mỗi con giác bắt được tôi thôi, đâm kem máu chưa hồi đó, từ cái e mình còn hết máu đó đi mẹ sợ cool. Commander làm tốt nè, giác nó nhảy vô cái Commander rồi mẹ. Tới giờ này Commander mới nhận được đó. Ừ, nãy giờ nó bắt đâu, nó để rồi nhé. Để nó bắt luôn, một mấy ai đỡ được. Thôi, tôi... Ok, vô chơi nào. Chứ tôi làm đường đen. Ok. Bài nha. Ra để bắn tên trong quá lâu. À nhầm lộn. Còn vào phía con Olaf, con Olaf nhầm
Nhất con Hân nhá. Nhất con Hân rồi gì nữa. Ôi chết mẹ, quân đội cầu tuyết. À được. Đội này chậm cầu tuyết đấy. Thức trước khi chết tuyết làm phải chiến bài. Ờ thằng Thảo mới thua qua kia rồi kìa. Chưa thật rết à. Hai người chơi chung. Hai người chơi chung mà. Chơi chung mà nếu chơi vô lòng đường bắt lòng chắc sớm mà. Tìm đế qua thằng nào dám đứng lên. Rồi thằng nào dám đứng lên cho hai con Ale farm đấy. Mày rồi con gì nữa. Sao một hồi tôi thấy lúc đi ra trong team mình cái này. Ủa để hiểu. Đấy lúc không nhìn nhờ. Ủa sao mẹ bỏ mất tướng hồi cái giờ đấy có tăng. Nhà ai dám đứng lên nhờ. Thế là biết. Tí bạn bị chửi nhau gì là anh em mà cứ lặng lẽ mà ngồi coi cái rồn này không chuyện thôi là đủ rồi đó. Tôi không biết game này có khăn thế không, biết có chuyện để ngồi coi rồi đó. Thời gian sáng lúc nó mới lên rồi nè, chứ mới lên nó sáng đó. Đây sau nó tắt. Nó tự về trong bụi rồi. Ủa, ui dồi. Được, phải tự nó cháy chung. Tôi chưa thấy một cái animation nào hết. Tôi bấm luôn cái animation của ông. Mực. Dù mình phải nói là nhanh tới độ mà không có bất kỳ animation nào xảy ra. Con lồn này tục quá vậy. Dễ rồi, dễ rồi, dễ rồi. Ồ hay thế, con lồn này làm chán mình đúng lúc thế. Ui. Kéo
thì ở chỗ tôi, à chỗ tôi thì vào. Còn mẹ. Mày không có lót. Tôi vào đây nhé. Ham anh máu, ham anh máu. Rồi rồi rồi, đang ngồi chat đấy biết ngay mà. Ê, nó đánh nãy giờ nó gì tập trung di chuyển, nó không chat một câu nào. Nhìn tôi thấy mới vừa bắn xong bỏ trong đứng yên chỗ biết là ngồi chat rồi. Rồi xong đi. Ok, chờ một tí nha. Rồi xong. Rồi. Đứng kia. Hello. How are you? Tụi khoai nó lấy cái lốc mà tụi biết chắc chắn tụi ở lại. Mày em lẽ nó nhầm rồi nó thấy. Thấy không? Chạy vào đây. Bên nó đánh thần support đúng không? Nhiều thằng chơi nó sẽ đi theo hướng là thần support. Nó không tận dụng cái bộ là vấn đề khác. Ủa gì vậy? Ôi bạn ơi. Yêu đây lên chết hay rồi xong rồi phút không biết sao chứ thằng hồn cảm giác nó đang chơi đồ, mới chơi đồ lắm vì nó không chơi đồ đúng cái đen này nó chung nó nghe bóng nghe biến rồi nha đúng cái đen á. Đít mẹ. Thế mà nó còn sống à, ảo. Cái lớp giáp tôi vừa đủ. Rồi đi. À, phải để lớp giáp tôi vừa đủ nó sống luôn. Hay cái lúc để một chấm máu chạy về không một đứa này của team kia với được không? Chơi bộ team khó căng với ông nội. Vậy cắt thế, cắt thế. Ui, mẹ tục bên vô rời giữa nguyên team bạn. Căng đét.
rất quyết đoán. Đừng kìa chân cày á, nó đỡ thắng nó gáy lại chửi ngay. Mẹ mày nhò nhò và đánh máu làm đồ thì căng chết luôn rồi, tôi ăn luôn rồi, tôi ăn luôn rồi. Thiếu một thằng à, nó đâu? Bên đây à? Đúng rồi. Mẹ, nó bộ vô rồi. Chết quân sinh đấy rồi. Chết tôi quân sinh mà nó không được. Rồi. Tao dĩ thằng khác mày cũng phải chết thôi. Mày là phục tuyết hơn outplay. Mày đặt cục tuyết outplay nữa là tôi cũng muốn skill cái sự sát thương tôi đang đốt nó. Thì bên tỏ yếu rồi. Ủa, mày ơi. Tôi quên nó bắn ai rồi. Cắt thế mày. Hòa thôi, game nó có hòa nữa hả bạn? Rồi, game có hòa nữa hả? Vấn đề là đồ đánh đây là cháy thiệt không? Tôi biết ngoài đời nó đang cháy, nó đen. Nó đang bê, tôi bảo đâu nó đang bê. Cũng tôi không có đồ về việc nó đang bê thật đâu. Rồi rồi, bố rồi, bố rồi, bố rồi. Đủ má, tụi mày tưởng. Ui. Thằng lốt. Mày tưởng mà vô bánh nào tao là in bừng hả mày? Bất cứ một đại sĩ đánh được cho bà đâu. Không đúng, cái này thì nó chửi đúng nha, mở với game lâu này hòa là hòa cái gì đó. Nó sẽ không trả được rồi. Đánh hoặc thua. Thà là cho chiêu thôi. Thoải mái thôi, đéo chịu đi các bạn. Hòa. Cái 4 lần mất máu. Không nghĩ sao phải đánh nhau hồi mà nghe một chôn cái thua. Loginix với thằng bị ăn chửi nặng nhất trong mấy game lâu. Ui tê không luôn. Lỡ nha, cái này tôi thì nó lỡ mà chúng ta thua một kéo rồi. Thằng Loginix là thằng bị chát ôn chửi căng nhất của game lâu. Chết rồi. Sao bệnh con tí có đứa chết mẹ. Yeah. Ủa thằng lồ này cuốn mấy lô cầu tuyết ngược luôn. Robert vừa cầu tuyết kìa. Miền Tây bạn. Ủa số bài ca mốt ở miền Tây là gì không? 67. Cái gì là 67 miền Tây? Rất ít. Sao biết, biết là gì? Ông quá đừng biết mà còn lột đẹp điêu sắp chết với tôi rồi đó.
Ê, ông thấy không, ông thấy không, ông thấy không? Rồi, 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 rồi biết ngay quá. Ông thấy không? Cái này cứ lừa với hai cái tay quen. Cú liền của team nhưng mà như thế này không mẹ đâu. Nè, yeah, tao muốn mở con bá này. Mở con mẹ mà đi bạn. Chứ tụi rẻ đứng sau lưng rồi đấy. Chết. Ôi giời ơi. Thế đeo play chưa? Con này gì đặc chết. Đây, đây con này xây vô. Đập nó đây gì? Đập nó. Đập nó đây. Từ từ, đeo vô trụ được. Cái cây hết daily đấy cây. Đúng rồi, đây sẽ được lắm, nó kiểu chạy. Kẹp rượu xong rồi vậy. Cái mẹ, cho nó yếu máu không được. Rồi, xong tôi đéo xong được rồi nha. Không, 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 trong ông. Ơ, nó không trong ông thiệt kìa. Ê, ông ra bên tốc biến, ra bên tốc biến. Đéo tin được, có đứng kế bên tôi mà phải tốc biến này có rời vào tôi. Ông căng thế. Má bây giờ tôi không biết Ravet cầm điểm này luôn á. Đạp đây nhanh. Khó luôn á. Ui dồi. Mẹ. Được mua đồ không ta? Được. Chưa gây sát thương thì vẫn mua đồ được mà. Không, nó máu rồi đâu. Mình vẫn mua đồ được, vẫn mua đồ được. Mình để thương nó cho ông bị ăn đồ, vẫn mua đồ được. Chỉ có ông giết người ta thì mới không mua đồ được thôi. Anh thường con này. Rồi rồi rồi. Phải lộn. Nhảy lên là bố rồi. Đâu. Thực sự là biết chưa, nhảy lên trước mặt phải xích luôn. Hay rồi. Rồi mày quá, kịp búp cho ông, kế được mày không chờ. Tôi hết sạch mana rồi đó ông. Cái giờ tôi bây giờ đang 400 mana, 400 mana rồi đó. Nó đi cộng nó giết tôi thôi mà. Tôi đi cộng tiếp con người tôi chơi với nó luôn đó. Tôi bỏ cái này lại. Dạ. Alo. Đã kể cái. Hơn hấu các mẹ. Lên mà đánh với bạn anh. Kể cái. Ủa lùng nó thu hành. Mày hơi quên, tao chết là tao rồi thôi, cái gì mày mày chịu. Ờ vô tình bị em riêng mất máu. Có thể lấy phải gì đánh luôn kìa. Từ 200 năm mà chúng mình đập cái đây cũng tốn thời gian đó. Chứ mà đụng tay đánh luôn, căng 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 căng. Đứng đập kia dây đấm đây gì đéo lại bắt đầu kích đồ lên. À. Nó dùng E nó để kẻ cái cây luôn. Ui dồi ôi xong rồi. Chỉ có mấy cái rồng như thế này rồi không. Cái cây làm chậm là mày mất máu. Rồi. Rồng kia yếu lắm rồi đó. Chết. Là cành cơ. Bắn đây. Ui đi mẹ chơi cái này được chịu rồi. Ok
thấy không quay rồi, thấy không quay rồi. Đây rồi. Làm sao? Ồ, nó căng thế, tốc biến đánh mừng kìa. Trong team mình thì bạn có cửa bạn gáy chứ, qua team kia là bạn quá để team mình gáy luôn. Không, thằng vẫn để thằng lồn ra với đâm tôi hơi bất ngờ. Mình tính ra cái đội hình nó đẹp vãi luôn. Ừ, đúng đám mừng còn thằng bọn bị áp lực ở đấy mà bọn nó đâu. Không lồn nghe kêu đứng câu để sao tôi nhẹ nhẹ thôi, có chạy bộ về chết. Không lồn ra vết thì lên đồ xong đứng không bắn được nào hết chạy về. Đây là hỏng rồi. Vô tình có trận thắng chưa nghỉ, hợp lý. Rồi, ghê rồi.